Pionazi, 31 tuổi, là phát thanh viên thời tiết hợp đồng tại đài truyền hình SBC. Không giống như những phát thanh viên khác ở đài truyền hình, thu nhập của cô không hề cao và cô còn đang chu cấp nuôi đứa em trai Pio Chi-jeon đang học trung học. Mặc dù trong công ty không được coi trọng nhưng Pionazi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ từ bỏ. Cô không sợ khổ, ngày nào cũng tích cực chuẩn bị sẵn sàng làm việc, nghiêm túc dự báo thời tiết, cố gắng tạo ra phong cách và lý tưởng riêng của chính mình. Cô muốn trở thành người dẫn chương trình tin tức lúc 9 giờ. Cô ngưỡng mộ với phát thanh viên xinh đẹp Hong Hye-won. Lặng lẽ nhìn các đồng nghiệp đã đang tan ca, cô âm thầm ngồi sau bàn làm việc Kuli Hong Hye-won. Vô tình cô nghe được cấp trên của mình là đạo diễn Choi Jong-ki đang nói chuyện với cục trưởng trong phòng đạo diễn truyền hình. Bởi vì công ty sắp phát hành đợt tuyển nhân viên mới, cần phải đến Thái Lan tìm phóng viên Lee Hoa Sin của SBC để quay video tuyên truyền. Cục trưởng cho rằng quá tốn kém. Sau khi nghe điều này, Pionazi đã xung phong và nói rằng bản thân cô có thể đảm nhận được nhiều công việc. Do đó cô cũng giành được cơ hội cùng đạo diễn Choi sang Thái Lan. Ở trường, Pio Chi-jeon tan học về dự định về nhà thì bị giáo viên học viện gọi lại nói móc nói khéo rằng những học viên đi học mà không đóng học phí nhìn trông như những tên trộm vặt. Pio Chi-jeon đang tuổi ăn tuổi lớn không cam lòng bị thầy giáo nói bóng gió như vậy nên muốn cởi áo khoác ra cho thầy khám xét. Pionazi cũng vừa kịp đến trường, cô ngay tại chỗ đóng tiền học phí cho em trai mình. Hai người cùng nhau nói chuyện và cười đùa đi về nhà. Đối với cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, hai chị em đã quen với việc nâng đỡ an ủi đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau cố gắng. Trên máy bay, Pionazi gặp được Go Jung-won. Go Jung-won lần này cũng vội vã đến Thái Lan để thăm người bạn thân nhất của anh, Lee Hwa-sin và anh hai gia đình có quan hệ tốt đã nhiều năm. Go Jung-won là một phú nhị đại điều hành hàng chục công ty của các thương hiệu quần áo nổi tiếng. Anh ấy cũng là một nhà thiết kế thời trang ưu tú, vừa khiêm tốn lại còn lịch sự. Go Jung-won nhận ra Pionazi ngồi cạnh mình là MC dự báo thời tiết của đài SBC. Và điều này khiến Pionazi thụ sủng nhược kinh. Sau khi xuống máy bay, Pionazi và Choi Jong-ji cùng với người đã liên lạc kỹ với nhau trước đó là Lee Jong-sin đến địa điểm quay hình. Choi Jong-ji nhắc đến chuyện 3 năm trước Pionazi từng thích thầm Lee Hwa-sin, vui mừng khôn xiết. Thế nhưng Lee Hwa-sin lại cảm thấy rất phiền phức. Năm nay trải qua 36 nồi bánh trưng xanh, anh thông minh lanh lợi, khả năng ngoại giao phải nói là đỉnh của chóp, kỹ năng hùng biện cũng tuyệt đỉnh thì thôi nhé. Anh là một phóng viên có thực lực đáng nể và là một ký giả tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Mặc dù Pionazi nói rằng chuyện đó là chuyện đã xảy ra 3 năm trước rồi, nhưng thực tế tới thời điểm hiện tại cô vẫn luôn rất ngưỡng mộ và yêu thích. Pionazi vốn là chuyên gia trang điểm, thiết kế trang phục kiêm trợ lý đạo diễn. Hơn nữa, Lee Hwa-sin phải mặc quần áo loè loẹt thì mới có thể nhảy nhót. Choi Jong-ji biết chắc rằng nếu nói với Lee Hwa-sin trước thì anh ấy tuyệt sẽ không bao giờ. Quyết định giấu giếm anh ấy hành động là một điều hết sức đúng đắn. Pionazi đến phòng Lee Hwa-sin để trang điểm cho anh rồi giúp anh thay y phục. Lee Hwa-sin bảo rằng để anh mặc áo sơ mi trắng là được rồi, Pionazi bên cạnh lại nhất quyết bảo anh thay ra. Cô nhất quyết yêu cầu anh cởi ra rồi mặc bộ đồ màu xanh lam loè loẹt sáng chói này lên. Trong lúc hai người giằng co, móng tay của Pionazi vô tình cào trúng ngực của Lee Hwa-sin, cô vô cùng hoảng sợ. Khi kiểm tra vết thương cũng lại vô tình mà chạm lên ngực của anh vài lần. Cô trưng ra bộ mặt muốn nói lại thôi khiến cho Lee Hwa-sin thập phần khó chịu. Đối với Lee Hwa-sin, ngực chính là biểu tượng cho sự gợi cảm của một người đàn ông, vậy nên mặc áo sơ mi vào có lẽ sẽ đẹp hơn. Anh hống lên với cô rằng sẽ mặc lên bộ y phục mà cô đã chuẩn bị kia, bảo cô ra ngoài ngồi chờ. Khi biết mình sẽ phải nhảy nhót trong lúc quay hình, Lee Hwa-sin rất tức giận, anh mắng Choi Jong-ji một trận. Lúc này, anh nhìn thấy người bạn Go Jung-won của mình đã đến thì liền rời khỏi hiện trường, nói rằng bản thân phải đi gặp bạn bè trước rồi quay gì thì quay sau. Choi Jong-ji biết để Lee Hwa-sin tiếp nhận nhiệm vụ này đã là một chuyện không hề dễ dàng chút nào. Khi Lee Hwa-sin và Go Jung-won chuẩn bị rời đi, Pionazi, người đi mua thuốc cho Lee Hwa-sin đã trở về. Cô nhanh chóng chạy lại đưa thuốc cho anh, nhưng không ngờ lại phát hiện ra người đứng cạnh Lee Hwa-sin lại cũng chính là thính giả trung thành mà cô đã gặp trên máy bay. Lee Hwa-sin rất không hài lòng với việc Pionazi đem toàn bộ sự tập trung đặt lên người bạn của mình nên đã nhanh chóng kéo anh bạn rời đi. Sau khi nhiệm vụ quay hình kết thúc, Pionazi trở về Hàn Quốc. Cô cùng em trai và nhiều người khác sống trong một khu chung cư có tên Lepis. Tầng 1 là nhà hàng Lepis do chú Jin Lee mở, tầng 2 và tầng 3 có rất nhiều người sống ở đó. Có Lee Hong và cha cô Lee Jung-sin, Nazi và em trai cô, còn có Daegu, bạn cùng lớp của Lee Hong và Pio Chi-jeon. Buổi sáng, Pionazi vừa đánh răng vừa nhìn ngực Pio Chi-jeon. Cô nói với em trai mình rằng cô muốn chạm vào ngực của cậu, Pio Chi-jeon cạn lời rời khỏi nhà. Lee Hwa-sin, người đã hoàn thành nhiệm vụ ở Thái Lan trở về Hàn Quốc, khi băng qua đường anh tình cờ gặp Pionazi. Cô lại lần nữa vô ý mà chạm vào ngực Lee Hwa-sin từ phía sau. Việc này khiến Lee Hwa-sin không thể nhịn thêm được nữa, anh hỏi cô rốt cuộc vì sao mà cứ chạm vào anh hoài vậy. Anh còn rất tự tin mà tưởng rằng Pionazi vẫn còn đang thích mình. MC tin tức lúc 12 giờ của đài truyền hình SBC Kia Sung Suk và MC âm nhạc Bang Ja Young gặp nhau trong thang máy, hai người mặc đồ đụng hàng nhau. Vốn dĩ trước giờ là thù địch nên không ai chịu nhượng bộ ai, mở miệng là chế giễu đối phương. Trên thực tế, cả hai không chỉ nắm giữ những chức vụ quan trọng trong SBC, ngang tài ngang sức mà trong cuộc sống còn có những mâu thuẫn không thể nào hòa giải được. Kia Sung Suk là vợ cũ của anh trai Lee Hwa-sin, Lee Jong-sin. 6 tháng sau khi ly hôn, anh trai Lee Hwa-sin kết hôn với Bang Ja Young.
chú Jin Lee đã chở Pyo Chi Jeon, Daegu và Lee Hong cùng nhau đi thi. Bố của Lee Hong say rượu và khi đang leo cầu thang để sửa đèn vô tình bị ngã xuống. Jin Lee đến trường để tìm Lee Hong, giáo viên gọi Lee Hong đang thi ra ngoài. Lee Hoa Sin và Pyo Na Ji cùng nhau đến đài truyền hình. Pyo Na Ji chạm vào ngực của Lee Hoa Sin từ phía sau. Pyo Na Ji nói với Lee Hoa Sin rằng ngực của anh ấy rất giống ngực của mẹ cô, cũng có thể đó là bệnh ung thư vú. Cả bà ngoại và mẹ cô đều mắc bệnh ung thư vú cho nên cứ 6 tháng một lần cô lại đi bệnh viện kiểm tra. Lee Hoa Sin dè biểu bảo rằng là phi lý vì anh là đàn ông thì sao mắc bệnh ung thư vú được chứ. Bang Gia Yang và Kie sung súc một đường cãi nhau từ thang máy đến văn phòng của cục trưởng. Trong văn phòng cục trưởng, họ đã xem video quảng cáo tuyển dụng nhân sự cho năm nay của SBC. Kyo sung súc thấy Lee Hoa Sin là người đầu tiên xuất hiện trong video quảng cáo. Và đối thủ không đội trời chung của mình là Bang Gia Yang xuất hiện ở cuối thì thập phần khó chịu. Kie sung súc luôn có thái độ thù địch với Lee Hoa Sin vì trong khoảng thời gian cô và anh trai của anh ấy sống với nhau. Lee Hoa Sin đã ngăn cản và đích thân chỉ ra rằng khí thế của cô quá mạnh mẽ và khiến anh trai anh ấy trở thành nạn nhân của overthinking. Kyo sung súc rất không hài lòng, cô nói với cục trưởng hay cho quay lại video tuyên truyền này và để cô lên đầu tiên. Bang Gia Yang lại tiếp tục đứng dậy tranh chấp với cô, hai người thâm tình cho nhau một cái tát. Lee Hong vội vã đến bệnh viện và cô biết được rằng cha mình bệnh tình nghiêm trọng, sinh mệnh mỏng manh như sợi chỉ. Cô sốt ruột ngồi đợi ở sảnh bệnh viện và cũng vô tình xem được đoạn video quảng cáo tuyển dụng nhân sự của SBC. Trong đoạn video đó cô nhìn thấy chú của mình và người mẹ ruột Kyo sung súc mà cô chỉ bằng lòng gọi bằng dì và người mẹ kế xem cô như con ruột Bang Gia Yang. Tất cả bọn họ đều đang ở đó vui vẻ nhảy múa. Lee Hong phẫn nộ cầm điện thoại ném thẳng vào màn hình TV. Bởi vì cô nhận định rằng bố cô suốt ngày uống rượu là tại tất cả những người này. Cũng may sao hai bạn học của cô là Daegu và Pyo Chi Jeon đến kịp lúc ngăn cản. Tuy nhiên, Pyo Na Ji đã thuyết phục được Lee Hoa Sin đến bệnh viện để kiểm tra. Có lẽ đó là vì cả bà và mẹ cô đều qua đời vì bệnh ung thư vú nên cô cũng không muốn bi kịch này cũng sẽ xảy ra với Lee Hoa Sin. Lee Hoa Sin muộn phiền nói rằng anh rất ghét Pyo Na Ji và Na Ji cũng chỉ còn thất vọng rời đi. Choi Jong Ki nhờ Pyo Na Ji mua 7 tách cà phê đến phòng họp. Sau khi đến sảnh tầng 1, Pyo Na Ji thấy ngoài trời đổ mưa thì rất không vui. Cũng là bởi vì trong bản tin dự báo thời tiết cô quên không nhắc nhở người dân mang theo ô khi ra khỏi nhà, điều này thôi khiến cô cảm thấy rất có lỗi. Bỗng nhiên cô nhận được một cuộc gọi phàn nàn, tố cáo cô khi trong bản tin dự báo thời tiết cô đã báo rằng hôm nay trời sẽ mưa. Pyo Na Ji thập phần vui vẻ xin lỗi với người bên kia điện thoại. Không ngờ Lee Hoa Sin đứng cạnh cô lại nghe được và giành lấy điện thoại, mắng đầu bên kia điện thoại là gây chuyện vô cớ. Bởi vì các chuyên gia dự báo là dựa trên tình hình của các tầng mây để mà dự báo. Là một MC dự báo thời tiết thì Pyo Na Ji cũng không thể xác thực được chính xác điều đó. Điều này khiến Pyo Na Ji cạn lời với Lee Hoa Sin. Trên thực tế, trong điện thoại chính là Gou Jung Won bảo trợ lý của mình gọi vì anh nhớ ra chuyện Pyo Na Ji có từng nhờ anh gọi điện thoại, cho dù là gọi tới để phàn nàn cũng được luôn. Sau khi trở về Trung Quốc, Lee Hoa Sin xách vali đến văn phòng của Kie Sung Suk và Bang Gia Yang để chất vấn chuyện của cháu gái và ba của đứa nhỏ, đồng thời hỏi địa chỉ của anh trai ruột mình. Kết quả là cả hai đều cực kỳ ngông nghênh mà tuyên bố rằng họ không biết địa chỉ của hai người đó ở đâu cả. Khi Lee Hoa Sin chuẩn bị rời khỏi đài truyền hình thì hai người đó một trước một sau đuổi theo Lee Hoa Sin để bảo anh nếu có biết địa chỉ rồi thì báo lại cho bọn họ với. Thái độ của Lee Hoa Sin đối với hai người này luôn nhất quán từ chối mọi yêu cầu. Bang Gia Yang nói với Lee Hoa Sin rằng chính bởi vì anh ấy mà hai cha con Lee Hong mới phải sống đầu đường xó chợ như vậy. Câu này vừa nói ra khiến Lee Hoa Sin rơi vào khoảng không của ký ức. Năm đó, anh trai anh điều hành một công ty với 500 chuỗi cửa hàng. Thế nhưng, một số đài truyền hình phát hiện ra cửa hàng thịt bò của anh trai anh đã sử dụng loại thịt ba chỉ bình thường làm giả ức bò giá cao. Là một ký giả lại đưa tin về anh trai mình, dẫn đến anh trai mình phá sản và lâm vào tình trạng khó khăn như hiện tại. Dưới góc độ nghề nghiệp của một phóng viên, Lee Hoa Sin không làm gì sai, dù anh không đưa tin thì các đài truyền hình khác cũng sẽ đưa tin. Hơn nữa, đương là em trai ruột nên thấy anh mình làm như vậy là sai trái. Nhưng mẹ anh, Bang Gia Yang và Kie Sung Suk, anh trai và cháu gái Lee Hong không muốn tha thứ cho anh, thậm chí anh trai anh còn mang theo con gái trốn khắp nơi để không cho anh tìm thấy. Daegu, Pyo Chi Jeon và Lee Hong trốn tại phòng học và không đến lớp thể dục. Vì Lee Hong lo lắng cho an nguy của người cha đang bất tỉnh của mình, cô cũng không ăn không uống gì cả. Daegu mua gà rán và bia cho cô và Pyo Chi Jeon thì cho rằng con gái không nên uống bia. Anh dự định uống sạch hết chỗ bia đó, Lee Hong giành giật với anh và bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy. Lee Hoa Sin đang lái xe nhưng bị mất tập trung và không cẩn thận bị xe đụng phải. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã yêu cầu anh đi khám vú vì nghi ngờ anh bị ung thư vú. Lee Hoa Sin đến khoa khám ngực, Pyo Na Ji say rượu gọi cho Gou Jung Won, người đã gọi điện phản đối cô hôm nay. Để bù đắp, bắt đầu từ sáng mai cô sẽ gọi điện riêng dự báo thời tiết qua điện thoại trong vòng một tuần. Một vị hậu bối đang khát cầu vị trí MC dự báo thời tiết của Pyo Na Ji và cố tình mời Pyo Na Ji ăn món nướng trước khi lên chương trình phát sóng bắt đầu lúc 7 giờ. Cô ta bảo Pyo Na Ji hãy uống rượu và không những thế còn cố tình làm bẩn quần áo của Pyo Na Ji. Chương trình dự báo thời tiết trực tiếp lúc 7 giờ sắp bắt đầu. Pyo Na Ji leo lên cầu thang và chạy lao nhanh đến trường quay. Cô nhờ hậu bối giúp mình tìm quần áo ở quầy trang phục.
Khi đang leo cầu thang, cô nhận được một cuộc gọi từ Lee Hwa Shin. Cô nói với anh rằng cô đang vội để bắt kịp buổi phát sóng trực tiếp. Lee Hwa Shin nói với chiếc điện thoại đã bị cắt ngang rằng: "Tôi thực sự nhớ em." Anh ấy lúc này đây, ở bệnh viện biết được rằng mình rất có khả năng bị ung thư vú, tâm trạng đang rất tuyệt vọng. Hậu bối thậm chí còn không đến đội đạo cụ để xem đã nói lại với Pionazi rằng cô không có quần áo để thay. Pionazi phải đổi quần áo của mình với cô ta. Pionazi mặc trên mình cái áo crop top hở rốn cộng với chiếc quần short ngắn ngủn chạy vội đến phòng livestream. Cô bị Kyo Sung Su và Bang Ja Young mắng rằng không kính nghiệp, toàn thân ngập toàn mùi rượu. Dưới sự tranh của Pionazi và đạo diễn Choi Jong Ki thì buổi livestream dự báo thời tiết cũng được hoàn thành theo phong cách của Pionazi. Nhưng ngay khi chương trình kết thúc, đạo diễn Oh đã sa thải Pionazi, lý do là cô không kính nghiệp. Pionazi rất ấm ức, nhưng cô không thể làm gì được. Nazi bị sa thải thập phần ủ rũ ngồi tại văn phòng làm việc. Lee Hwa Shin đến văn phòng và chỉ trích cô không nên uống rượu trước khi lên sóng phát trực tiếp. Lee Hwa Shin, người luôn cứng rắn, lần đầu tiên thừa nhận rằng trái tim của anh rất lo lắng cho Pionazi khi cô phát sóng trực tiếp. Anh còn chất vấn ngược lại cô rằng sao cô có thể làm trái tim anh bất an như vậy chứ. Pionazi đang chán nản liền bày tỏ rằng bản thân mình đã không còn thích anh nữa cho nên trái tim cũng không còn hứng thú trước anh như ngày xưa. Nói xong cô liền rời khỏi phòng làm việc. Nazi lúc này, đôi mắt đã phiếm hồng. Khi Pionazi đang đi thang máy, cô gặp phải Go Jung-won đến đài truyền hình để giao quần áo. Là nhà thiết kế cho một công ty quần áo hàng đầu Hàn Quốc, Go Jung-won thường không trực tiếp đến đài truyền hình để giao trang phục cho các phát thanh viên. Thế nhưng vì để gặp Pionazi, anh ấy đã thay đổi tác phong làm việc thường ngày, đích thân đến đài truyền hình. Nhìn thấy Pionazi đang hồn vía trên mây, Go Jung-won muốn đuổi theo nhưng lại bị một MC tên là Kae-um Su-jung chặn lại để chào hỏi. Sau đó, Pionazi đến quán rượu trắng ven đường để uống, Go Jung-won cũng đuổi theo sau. Nazi say xỉn bày tỏ mong muốn rằng muốn Go Jung-won sẽ ủng hộ mình. Lúc này, Go Jung-won không biết Nazi đã bị sa thải và rất ngạc nhiên trước yêu cầu đột ngột này của cô. Nazi nói rằng cô có thể trở thành bạn hoặc người yêu của anh. Pionazi lúng túng nói rằng anh ấy trông giống như không thiếu bạn bè hay người yêu, Go Jung-won trả lời có. Nazi bực bội than thở rằng chỉ có cô ấy mới là người đang thiếu bạn bè hoặc người yêu. Pionazi nghĩ rằng Go Jung-won chỉ tình cờ đi ngang qua thôi nên cô bảo anh cứ đi bận việc của mình đi. Jung-won cũng rời đi, trước khi rời đi còn để lại một câu khích lệ hôm nay Nazi đã biểu hiện rất tốt. Lúc này, Lee Hwa Shin đã đến văn phòng đài truyền hình để lấy bảng xếp hạng các chương trình truyền hình vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Bảng này cho thấy rõ ràng vào thời điểm dự báo thời tiết 7 giờ 47 phút do Nazi tổ chức, rating đã đạt 40%. Seven vượt xa tận 10% so với các khoảng thời gian khác. Anh ấy mang chiếc bàn này đến gặp cục trưởng Oh và Kyo Sung Suk và Bang Ja Young để thảo luận. Ba người họ nhìn thấy bảng biểu này cũng ngẩn người tò te. Sau một trận tranh cãi với cục trưởng, anh lái xe bỏ đi. Trên đường anh nhìn thấy Pionazi đang say rượu đang ngồi xổm bên đường. Khoảng cách với đài truyền hình không xa, cô đang bắt taxi. Anh thấy thế thì liền vội vàng chạy tới đậu xe bên cạnh Nazi và bảo cô lên xe. Sau khi lên xe, Nazi báo địa chỉ và nhờ tài xế taxi đưa cô về nhà. Trên đường đi, Nazi và Hwa Shin trò chuyện với nhau. Đột nhiên, Nazi gọi anh là phóng viên Hwa Shin như thường lệ. Anh quay lại nhìn thì thấy một khuôn mặt ngập tràn ý cười của cô. Biết được rằng cô không hề say, khi gần đến nhà, Hwa Shin bảo Nazi xuống xe và anh đi bộ cùng, cũng như giúp cô tỉnh táo trở lại. Thấy Nazi mặc cái áo hở rốn và cái quần ngắn ngủn có vẻ hơi lạnh, Hwa Shin một mặt kiêu ngạo phàn nàn, mặt khác thì cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô. Đưa Nazi về tới tận nhà, mà lúc này chú Lee cũng vừa đúng lúc cõng Lee Hong đã mệt nhoài bên cạnh giường bệnh của bố cả đêm về. Lee Hong đang buồn ngủ trong chớp mắt nhìn thấy Lee Hwa Shin thì bừng tỉnh. Cô luôn oán giận người chú này của mình, sau khi nhìn thấy chú mình, trong cơn men say cô nghĩ cách làm sao để báo thù chú mình. Lee Hong cả ngày không uống một giọt nước nào vẫn không chịu ăn khiến Daegu và Pyo Chi Jeon rất bất lực. Pyo Chi Jeon thẳng thắn cũng sắp điên cả người lên rồi. Lee Hong biểu thị rằng nếu như bọn họ đồng ý giúp cô một chuyện thì cô sẽ đồng ý ngoan ngoãn đi ăn cơm. Điều kiện của Lee Hong, Pyo Chi Jeon và Daegu giả làm nhân viên ngân hàng lần lượt gọi điện cho mẹ ruột cô là Kie Sung Suk, mẹ nuôi là Bang Ja Young và cuối cùng là người chú Lee Hwa Shin. Bang Ja Young và Kie Sung Suk kinh nghiệm đầy mình không bị trúng kế, ngược lại chỉ có Lee Hwa Shin đơn thuần vừa mới về nước mắc bẫy làm theo yêu cầu. Anh đã báo cáo số chứng minh nhân dân và số thẻ ngân hàng theo yêu cầu trên điện thoại. Lee Hong đã lấy 10 triệu trong thẻ của anh ấy. Bác sĩ Kang Seong Seok của Hwa Shin thông báo rằng anh ấy nên đến bệnh viện một chuyến. Hwa Shin đến bệnh viện và biết được tin dữ rằng anh ấy thực sự đã mắc bệnh ung thư vú, nhưng chỉ cần anh phẫu thuật và hóa trị kịp thời thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, Hwa Shin rất chán nản, anh không thể tin rằng mình, một người đàn ông trưởng thành, cũng mắc phải căn bệnh này. Trong lúc trình kiểm tra, anh đã bị người dân chỉ điểm. Anh không dám tưởng tượng sau khi tin tức này được tung ra thì anh còn có được chỗ đứng trên đài truyền hình nữa hay không. Làm sao mà cạnh tranh được vị trí MC tin tức khung giờ 9 giờ cơ chứ? Hwa Shin thất vọng rời khỏi văn phòng. Kết quả khám nghiệm của Pionazi cho thấy có một khối u ở ngực trái. Dù không phải ung thư nhưng vẫn cần phải cắt bỏ để đề phòng, Nazi cũng chỉ đành nhập viện điều trị.
Bác sĩ Kang nói cô biết cô và Hoa Sin đến từ cùng một đài truyền hình. Cô suy nghĩ sâu sắc để giúp đỡ Hoa Sin. Cô đã nghĩ ra một cách để tìm ra tung tích của Lee Hong. Bang Gia Yang đã bí mật đến nhà bà của Lee Hong. Khi hay tin bà của Lee Hong đang đi du lịch, cô cố gắng tìm hiểu tin tức về Lee Hong. Trong ngăn kéo của bà Lee Hong, cô nhìn thấy rất nhiều sách. Khăn giấy trong ngăn kéo Le Page, cô bấm số trên, Jin Le bắt máy. Cô hỏi Jin Le liệu anh có biết Lee Hong không? Từ câu trả lời do dự của bên kia, cô nhận ra rằng bên kia có thể biết Lee Hong ở đâu nên cô vội vàng lái xe đến Le Page. Trên thực tế, điều mà Bang Gia Yang không biết là cuộc trò chuyện của cô với Jin Le đã bị Kie Sung Suk đang trốn ở cửa nghe được hết. Bởi vì Kie Sung Suk cũng đã tới cửa nhà bà nội Lee Hong để tìm thông tin hình bóng của con gái mình. Chú Jin Le thấy cả hai đều giới thiệu bản thân là người thân thiết nhất với Lee Hong, liền nhất thời khó có thể phán đoán được. Lee Hong đi học về và bước lên lầu, chú Jin Le cũng ý thức được cha con Lee Hong trốn ở nơi này có thể là có những khổ tâm khó nói nào đó. Vì để không cho hai người tự nhận là mẹ của Lee Hong này nhận ra cô bé, chú Jin Le đã ôm họ cho đến khi nhìn thấy Lee Hong bước vào phòng mình mới thôi. Kie Sung Suk và Bang Gia Yang bị ôm một cách kỳ quái bắt đầu phản kháng và cảm nhận được gì đó khác lạ thường. Chú Jin Le đã nói dối rằng cha của Lee Hong đã đưa cô đến nhà hàng của ông ăn tối nhiều lần, bởi vì không trả tiền ăn nên ông rất nhớ mặt hai người họ. Cả Bang Gia Yang và Kie Sung Suk đều để lại danh thiếp cho chú Jin Le bảo ông có tin tức gì về Lee Hong nhất định phải thông báo cho hai người họ. Pionaji thu dọn đồ đạc, mặc bộ quần áo đẹp đẽ của mẹ đến bệnh viện. Cô hy vọng mẹ có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô. Bác sĩ nói với cô rằng bệnh viện không còn đủ phòng nên cô phải share phòng với người khác. Naji đã nhận lời. Cô không ngờ rằng người cô nhìn thấy trong phòng bệnh lại chính là Lee Hoa Sin, người mà cô đã phải lòng từ lâu. Dưới sự thuyết phục của các phóng viên, Pionaji và Lee Hoa Sin chỉ có thể chấp nhận hiện trạng và hai người dùng chung một phòng bệnh. Vào buổi tối, hai người trò chuyện, Pionaji được biết Lee Hoa Sin đang bị ung thư vú. Cô không khỏi bật khóc vì quá lo lắng cho sự an toàn của anh. Đêm khuya, Pionaji lặng lẽ đứng bên giường Lee Hoa Sin, nhỏ giọng xin lỗi anh. Thoạt đầu cô chỉ nghi ngờ, nhưng không ngờ miệng quạ đen của mình nói cái là trúng luôn. Lee Hoa Sin bảo Pionaji đừng cảm thấy áy náy. Lúc này, Pionaji mới biết được Lee Hoa Sin căn bản không có ngủ. Lee Hoa Sin ngồi dậy và bày tỏ sự buồn bã rằng không có cô gái nào thích một người đàn ông không gợi cảm. Ví dụ như bây giờ, hai người cô nam quả nữ ở trong cùng một căn phòng, nhưng Pionaji có thực sự bị mị lực của anh thu hút hay không? Anh có thể hôn cô không? Nói xong, Lee Hoa Sin tức giận nằm lại trên giường. Naji ngượng ngùng nhắm mắt lại và biểu thị là có thể. Lee Hoa Sin nghe xong liền ngồi dậy, chậm rãi đưa mặt lại gần Pionaji, vừa định hôn, anh lại quay đi và bảo hay là thôi đi. Điều này khiến Pionaji cảm thấy rất xấu hổ và tức giận, lật tay tát vào mặt Lee Hoa Sin. Naji buồn bực ra ngoài thư giãn một mình, ngồi trên ghế trong sân, nhớ lại quá khứ của mình với Lee Hoa Sin. Cô từng bước yêu Lee Hoa Sin. 3 năm trước, một ngày nọ, khi cô đến công ty làm việc, cô phát hiện mình quên mang theo thẻ nhân viên. Trong lúc bối rối, cô thấy Lee Hoa Sin quẹt thẻ vào cửa nên cô cũng lao vụt tới theo đằng sau anh để cùng được tiến vào. Thế nhưng không ngờ bản thân lại dùng lực hơi quá, đẩy ngã Lee Hoa Sin xuống dưới đất trước tất cả những ánh nhìn của mọi người. Lee Hoa Sin đứng dậy và nhặt chiếc túi lên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi về phía trước. Trong thang máy, cô thấy Lee Hoa Sin bắt đầu chảy máu mũi, nhưng cách xử lý của anh khiến cô cảm thấy anh thật đẹp trai. Từ đó trở đi, Pionaji bắt đầu chú ý đến Lee Hoa Sin. Cô thấy anh tranh cãi một trận khá to với cục trưởng về tính chính xác của các bản tin phát sóng và dần dần nhận ra tính chuyên nghiệp của anh. Vào một ngày sau khi tan sở Pionaji, người ngày càng yêu thích Lee Hoa Sin, lấy hết can đảm để đến gặp Lee Hoa Sin và giải thích với anh rằng cú ngã hôm đó của anh là do mình gây nên. Ngoài ý muốn, Lee Hoa Sin không quan tâm chút nào mà còn nói rằng đó là điều bình thường. Hầu hết các cô gái sẽ giấu chuyện này và giả vờ như không biết. Sau đó, Pionaji mới biết rằng Lee Hoa Sin thực sự biết rằng cô chính là người đã gây nên cú ngã đau đớn đó cho anh, nhưng anh lại lựa chọn không truy cứu nó. Chuyện này khiến hảo cảm của Pionaji với anh ngày càng gia tăng. Trên thực tế, Lee Hoa Sin trong phòng cũng không khỏi bồn chồn. Không phải anh không thích Pionaji, anh cảm thấy Pionaji xứng đáng có được một chàng trai tốt và khỏe mạnh hơn anh. Đêm khuya, khi Lee Hoa Sin thấy Pionaji vẫn chưa quay lại, anh đi xuống tầng dưới nhìn xung quanh. Anh bắt gặp Pionaji đang chuẩn bị quay lại phòng bệnh. Cô lao tới và hôn Lee Hoa Sin, rồi nói một cách độc đoán rằng sau này có chấp nhận cho anh hôn hay không là do cô quyết định. Sau đó thì quay người rời đi, Lee Hoa Sin khuôn mặt ngập tràn ý cười. Ngày hôm sau, Lee Hoa Sin và Pionaji vào phòng mổ cùng nhau chờ đợi, hai người đôi bên an ủi nhau. Những nhân viên dự báo khí tượng đang trong phòng làm việc thảo luận rằng vì sao công ty đã sa thải Pionaji rồi mà vẫn không sắp xếp cho người thế vị trí đó của cô ấy. Kyo Sung Suk chất vấn bọn họ rằng ai nguyện ý làm một ký giả chí nguyện, ai nấy đều kích động giơ tay. Cuối cùng đã chọn Na Juhi, cũng chính là hậu bối mà đã cố tình mời Pionaji đi uống rượu và trước khi phát sóng đã làm bẩn quần áo của Pionaji. Cục trưởng đánh giá cao tài năng của Pionaji và liên tục gọi cho Pionaji, hy vọng cô sẽ quay lại dẫn chương trình dự báo thời tiết. Tuy nhiên, Pionaji không trả lời cuộc gọi vì cô đang trong phòng phẫu thuật. Lee Hoa Sin và Pionaji trở lại phòng bệnh sau ca phẫu thuật. Cơ thể họ vô cùng đau đớn sau khi thuốc mê hết tác dụng. Lee Hoa Sin không thể chịu được khi điện thoại của Naji cứ liên tục đổ chuông.
Anh lấy điện thoại của cô và phát hiện ra đó là cục trưởng Ô. Pionazi gọi điện cho cục trưởng Ô bảo cô ngay lập tức đến đài truyền hình. Pionazi miễn cưỡng nhịn đau rời bệnh viện và bắt taxi trở lại công ty. Bác sĩ rất tức giận và trách các y tá vì sao lại để cho bệnh nhân ra ngoài. Gâu Dung Gun đến đài truyền hình cùng với trợ lý, mang theo cả quần áo trang phục của những người dẫn chương trình, đồng thời cũng bảo trợ lý đưa quần áo cho phát thanh viên đang đưa tin dự báo thời tiết. Tuy nhiên, anh vạn vạn không ngờ rằng biên tập viên không có làm rõ tình hình đem trang phục cho Na Ju Hee chuẩn bị lên dẫn chương trình thời tiết. Gâu Dung Gun giờ khóc giờ cười đứng trong phòng quay. Anh Pionazi lao tới hiện trường, bộ lễ phục của Pionazi khiến mắt anh sáng lên. Pionazi nhìn thấy Na Ju Hee đang đứng ở vị trí phát sóng và biết rằng Na Ju Hee cố ý rót rượu cho cô say để giành lấy vị trí của mình và khiến cô bị sa thải. Na Ju Hee cũng không kiêng nể gì đã thú nhận. Buổi phát sóng trực tiếp dự báo thời tiết sắp bắt đầu, nhưng cả Pionazi và Na Ju Hee đều không bằng lòng rời đi. Dự báo thời tiết dài 60 giây chỉ có thể cho phép một người xuất hiện trên màn hình. Cục trưởng nhất thời không thể đưa ra định đoạt xem ai mới là người lên sóng. Pionazi và Na Ju Hee đương lúc tranh chấp đã vô tình ném bộ điều khiển máy tính và vừa hay nó rơi xuống dưới chân Gâu Dung Gun. Không ai tìm thấy, Pionazi cho rằng sẽ có sự cố nếu có hai người cùng xuất hiện trên màn hình dự báo thời tiết, cô sẵn sàng nhượng bộ và đi ra ngoài. Nhưng vào lúc cô bước ra khỏi màn hình, Gâu Dung Gun đã đá chiếc điều khiển từ xa về chân Pionazi và Pionazi quay trở lại màn hình. Dự báo thời tiết được phát sóng trung thực và hai người trong ảnh đã cùng nhau báo cáo thời tiết. Sau khi phát sóng, không khí vô cùng đáng sợ vì sự cố phát sóng. Na Ju Hee đã tát Pionazi, còn Kie Sung Suk thì tát Pionazi và Na Ju Hee và mắng mỏ họ. Đạo diễn Choi Jong Ki, người có mặt tại trường quay, không thể chịu đựng được hành vi của Kie Sung Suk vì ông cho rằng đây là lỗi của việc cục trưởng đã chậm trễ đưa ra quyết định. Gâu Dung Gun đã kéo Pionazi ra ngoài, kết quả là Pionazi, người vừa hoàn thành ca phẫu thuật, đau đớn không chịu nổi và ngất xỉu xuống đất. Trên đường đi, Naji cũng dần dần tỉnh lại nhận được điện thoại của Lee Hwa Shin. Trên thực tế, Lee Hwa Shin rất quan tâm đến Pionazi và khi nhìn thấy sự cố dự báo thời tiết thì vô cùng lo lắng. Thế nhưng anh đã quen dùng trách mắng làm phương thức biểu đạt và điều đó khiến Naji cúp ngang điện thoại. Sau khi đến cổng bệnh viện, Pionazi nhớ ra rằng cô muốn giấu sự thật rằng Lee Hwa Shin đang bị ung thư vú. Cô ở lại cổng và không chịu đi vào, nhưng cuối cùng thì cô vẫn bị đưa lại vào phòng bệnh. Lee Hwa Shin đóng rèm giường lại, tranh thủ lúc mọi người rời đi chừa khoảng trống cho Pionazi thay quần áo. Lee Hwa Shin tức giận với Pionazi vì anh cho rằng Pionazi đã quên giúp anh che giấu sự thật rằng anh là bệnh nhân ung thư vú. Naji rất không nói nên lời phản kích lại, lúc này anh mới biết cô đã tuân thủ theo lời hứa. Sau đó, Lee Hwa Shin đóng màn giường lại, cái rèm phong ấn che giấu bản thân tốt nhất. Gâu Dung Gun đứng trước giường của Pionazi cùng với cô. Bác sĩ từ ngoại chạy vào mắng cho Pionazi một trận. Và cũng bởi vì muốn giúp Lee Hwa Shin che giấu thân phận mà đã nói với Gâu Dung Gun rằng anh phải vào trong đó khám cho một bà cụ. Pio Chi Jeon lo lắng cho chị mình nên đến công ty để tìm, thế nhưng bảo an ở đó từ chối cho phép cậu vào công ty. Họ xông vào và tìm thấy Kie Sung Suk ở đó. Cậu hỏi rằng có phải chị của mình đã bị sa thải rồi hay không? Đóng vai là một người vẫn luôn máu lạnh vô tình, Kie Sung Suk nói rằng chị của cậu ấy không dễ dàng bị sa thải như vậy đâu. Điều này đáng lẽ ra cậu ấy phải là người rõ nhất mới đúng. Pionazi đưa Gâu Dung Gun rời khỏi bệnh viện. Tại sảnh bệnh viện, Gâu Dung Gun đã hôn Pionazi và tỏ tình với cô, khiến Pionazi bối rối. Bang Gia Yang và Kie Sung Suk, những người luôn thù địch, gặp nhau trong thang máy, họ lại lần nữa bất đồng quan điểm và cãi nhau. Hai người mỉa mai nhau, thậm chí họ còn đến một nơi không có camera để đánh nhau, tố cáo đối phương rằng chính người đó đã phá hủy cuộc sống cũng như hạnh phúc của cuộc đời mình, cả hai bật khóc. Pionazi và Lee Hwa Shin đói đến mức nửa đêm không ngủ được. Pionazi chia sẻ đồ ăn với Lee Hwa Shin nhưng bị anh từ chối. Naji đang bị những hành động của Gâu Dung Gun làm cho tâm phiền ý loạn, cô nghe ngóng thông tin của anh từ chỗ Lee Hwa Shin, nhưng Lee Hwa Shin không nói cho cô ấy. Thật ra, Lee Hwa Shin trong cuộc đối thoại của Naji và Sung Won đã phán đoán được rằng người bạn tốt của mình đang có hảo cảm với crush của mình. Pionazi gọi điện cho cục trưởng Ô và nói rằng cô sẽ đi làm như thường lệ, dự báo thời tiết cho người dân. Một người không có chính kiến như cục trưởng Ô lần này lại dễ dàng đáp ứng khiến Pionazi vui đến mức rơi lệ. Bang Gia Yang phát hiện ra đôi bông tai của mình đã bị mất. Khi cô quay trở lại nơi cô đã đánh nhau với Kie Sung Suk đêm qua, cô bất ngờ tìm thấy một con búp bê bên ngoài tủ của Pionazi. Con búp bê đó với con búp bê trong túi sách của cô là cùng một cặp. Bang Gia Yang cảm xúc mất khống chế gọi điện thoại cho Naji, nhưng lúc này điện thoại của cô ấy đang sạc pin nên không ai nghe máy. Cha của Lee Hong, Lee Sung Shin tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Chú Le vội vàng đến bệnh viện và Lee Sung Shin liên tục nói tên Hwa Shin. Naji xin phép bác sĩ cho mình quay lại làm việc ở đài truyền hình, nhưng bác sĩ kiên quyết không đồng ý. Naji như đã được kéo dây cót, âm thầm lặng lẽ rời khỏi bệnh viện để đến đài truyền hình. Y tá đưa cho Pionazi một chiếc áo lót chỉnh hình dành cho phụ nữ, có thể giúp khôi phục lại hình dáng ngực. Lee Hwa Shin cũng muốn, dù sao thì anh ấy cũng luôn tin rằng chỉ có đàn ông có ngực mới xứng đáng mặc áo sơ mi. Sau khi được y tá tạt cho gáo nước lạnh thông báo rằng không có áo ngực cho đàn ông, Lee Hwa Shin thất vọng và không ngừng nghĩ đến Pionazi. Anh nhờ cô mua cho anh một chiếc áo ngực chỉnh hình.
Pionari đã mua cho anh một chiếc áo ngực chỉnh sửa và Lee Hwa Shin nói rằng anh sau khi xuất viện sẽ trả ơn lòng tốt của cô. Khi Lee Hwa Shin thử áo lót, Pionari thấy rất buồn cười và đã lén dùng điện thoại quay lại. Sau khi biết Pionari đang quay video, Lee Hwa Shin bắt đầu giật lấy điện thoại di động và yêu cầu cô xóa video nhưng cũng không đáng kể vì không lấy được. Pionari đáp lại điện thoại của Bang Ja Young hỏi cô mua móc chìa khóa con búp bê đó ở đâu, bởi vì con búp bê đó không phải hàng để bán. Pionari nói rằng con búp bê đó là em trai cho cô. Bang Ja Young lo lắng hỏi cô có biết Lee Hong không. Pionari không nghi ngờ gì nói rằng Lee Hong là một đứa bé sống ở tầng dưới nhà cô. Và từ đó Bang Ja Young đã biết được địa chỉ của Lee Hong. Go Jung Won đến bệnh viện để thăm Pionari. Tại cổng bệnh viện, trợ lý của anh cho anh xem chương trình mà Pionari từng là người dẫn chương trình mua sắm. Vừa hay Pionari từ sau đi đến nhìn thấy, cô lập tức xấu hổ không thôi. Pionari đề nghị anh không xem video đó nữa với điều kiện cô có thể biểu diễn trực tiếp cho anh xem. Cuối cùng, Pionari không thể biểu diễn được nữa và cảm thấy rất xấu hổ và rơi nước mắt. Go Jung Won tìm thấy Pionari đang khóc trong góc và đưa cô đi ăn. Khi Lee Hwa Shin ra ngoài tìm Pionari đã bị nữ phát thanh viên SBC Hong Hye Won nhìn thấy. Anh nói dối với cô ấy rằng bản thân đang bị sốt xuất huyết và sau đó bắt đầu chuyên nghiệp chỉ trích tin tức mà cô ấy đưa tin. Bang Ja Young đến nhà Lee Hong và Kye Sung Suk cũng đã biết nên đến trường học tìm Lee Hong. Lee Hwa Shin nhận được điện thoại của anh trai mình. Trong điện thoại anh trai anh nói rất nhớ anh, sau đó thì lại ngất đi. Lee Hong đang ngồi trong lớp học nhận được điện thoại, biết được tình trạng bệnh của cha mình đang nguy kịch liền vội chạy tới bệnh viện. Ở trước cửa phòng của giáo viên đụng phải mẹ ruột Kye Sung Suk. Daegu và Pyo Chi Jeon và Lee Hong vội vàng chạy đến bệnh viện. Kye Sung Suk và Bang Ja Young cũng có mặt. Bọn họ nhìn thấy Jeong Shin đang dần mất đi hô hấp thì đau khổ tột cùng. Bà của Lee Hong vừa về tới nhà nhận được điện thoại nói rằng con trai mình vừa mới rời khỏi thế thời. Lee Hwa Shin sau đó cũng đến dự đám tang của anh trai tại đám tang của Lee Jeong Shin. Bang Ja Young và Kye Sung Suk đã tát vào mặt chú Lee, trách mắng ông đã không cho họ biết tin tức về Lee Hong. Thấy vậy, chú Lee nhét di chúc của Jeong Shin vào túi. Trong di chúc, Jeong Shin nói rằng Lee Hong sẽ giao cho Bang Ja Young nuôi dưỡng. Chú Lee đợi hiểu rõ hai người bọn họ rồi mới đưa ra quyết định. Pionari cho Go Jung Won xem đoạn video trên điện thoại di động của cô ấy và cả hai cùng bật cười. Pionari bắt đầu phát sóng dự báo thời tiết trên bản tin buổi sáng và cô rời nhà lúc 3 giờ sáng để chạy đến đài truyền hình. Khi xuống lầu, cô nhìn thấy Go Jung Won đang ngủ trong xe. Thật ra Go Jung Won là bởi vì muốn đưa cô đi làm. Trên đường đi hai người vừa nói vừa cười, hai trái tim cũng dần dần sát lại nhau hơn. Lee Hwa Shin, người đã hiểu lầm Pionari, đã đơn phương chiến tranh lạnh, anh ngoảnh mặt làm ngơ với cô. Khi Pionari nhìn thấy Lee Hwa Shin khi anh ấy chuẩn bị ra ngoài phỏng vấn đang uống cà phê sữa, biết rằng điều này không tốt cho sự hồi phục của anh, cô muốn bước tới nhắc nhở, nhưng Lee Hwa Shin phớt cô và sau đó thì bỏ đi. Kye Sung Suk tìm bà của Lee Hong và nói với bà rằng muốn lấy lại quyền nuôi Lee Hong. Bà của Lee Hong đã tra hỏi Kye Sung Suk, nói rằng bà không có quyền nuôi Lee Hong. Kye Sung Suk cũng rất đau khổ vì cô buộc phải từ bỏ quyền nuôi con theo thỏa thuận giữa hai bên. Lee Hong có thể sống cùng cô khi cô đủ 18 tuổi. Go Jung Won đưa Pionari đến công ty của mình để chọn quần áo. Trùng hợp thay là mẹ của Go Jung Won đã đưa người dẫn chương trình SBC Aka con dâu của bà mà bà đã chấm tên là Kim Jin Su đi chọn quần áo. Trong phòng thử đồ, Pionari nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ thì xấu hổ không thôi. Cô âm thầm lặng lẽ lẻn ra ngoài, Go Jung Won cũng đã phát hiện ra, anh kiếm cớ rồi ra ngoài tìm cô. Pionari đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói với cô rằng Lee Hwa Shin chưa bao giờ đến khám hay xạ trị. Điều này khiến Pionari rất lo lắng và suy nghĩ rất nhiều về việc làm thế nào để đưa Lee Hwa Shin đến bệnh viện để khám. Lee Hwa Shin bị mẹ đuổi ra khỏi nhà đành sống trong ký túc xá của công ty, anh cũng thuận tiện bảo Lee Hwa Shin hãy đến ở nhà mình. Lee Hwa Shin thức dậy vào lúc nửa đêm và chạy đến nơi Pionari đang ngủ để tìm điện thoại di động, anh cố gắng muốn xóa đoạn video đeo nịt ngực định hình của mình. Pionari bị đánh thức, Lee Hwa Shin tưởng rằng Pionari đã cho Go Jung Won xem clip đó. Pionari bên này muốn thuyết phục Lee Hwa Shin đi xạ trị đổi lại thì cô sẽ xóa đoạn video đó. Lee Hwa Shin không chịu nghe và nhất quyết đòi Pionari giao điện thoại cho mình. Hai người đang tranh giành và vô tình làm rơi điện thoại xuống nước. Go Jung Won tỉnh dậy tìm được bọn họ thì chất vấn hai người đã xảy ra chuyện gì. Lee Hong đến hộp đêm để uống rượu và khiêu vũ. Cô cố tình bộc lộ sự bất mãn và xảy ra mâu thuẫn với ai đó. Cả Lee Hong và đối phương đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Để chăm sóc Lee Hong tốt hơn, Bang Ja Young quyết định chuyển đến Lepes. Khi cô đến cùng một công ty chuyển nhà, cô phát hiện ra rằng Kye Sung Suk cũng dẫn một công ty chuyển nhà đến ngôi nhà trước đây của Lee Jong Shin. Lee Hwa Shin bị mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng mang theo hai chiếc vali đến Lepes để chăm sóc cháu gái tốt hơn. Ba người tranh cãi không ngừng, Kye Sung Suk thậm chí còn đá đổ vật dụng của Bang Ja Young. Điều này khiến chú Lee và chị gái, mẹ của Go Jung Won choáng váng. Pionari tò mò tại sao Go Jung Won lại thích cô, nhưng Go Jung Won không trả lời trực tiếp câu hỏi của Pionari. Lee Hwa Shin hỏi Go Jung Won tại sao lại quan tâm đến Pionari, thực ra anh cảm thấy hơi khó chịu vì dù sao thì đó cũng là người anh thích. Mẹ của Go Jung Won nói với bà của Lee Hong về việc Kye Sung Suk và Bang Ja Young chuyển đến nhà Lee Hong.
Pionazi đến văn phòng của Go Jung-won, anh đo đạc cho cô và bày tỏ rằng sau này sẽ làm những bộ đồ có 102 cho cô. Pionazi gặp Lee Hwa-sin ở công ty và một lần nữa khuyên anh đến bệnh viện để kiểm tra. Thế nhưng Lee Hwa-sin nói rằng anh đang bận tranh giành vị trí người dẫn chương trình tin tức khách sạn và đang không có thời gian. Kye Sung-suk cũng tham gia vào cuộc tranh cử lần này. Lee Hwa-sin nói với Pionazi nỗi khổ khi không muốn đến bệnh viện khám và Pionazi hứa với anh rằng cô sẽ bảo vệ anh khỏi những tin đồn thất thiệt. Hong Hye-won mời Lee Hwa-sin đi uống nước. Hong Hye-won bảo anh hãy chăm chỉ làm người phát thanh viên bản tin lúc 9 giờ, cô rất mong chờ sự biểu hiện của anh. Lee Hwa-sin đến phòng nghỉ ngơi của Pionazi ở đài truyền hình, nhưng vì uống rượu nên ngực anh có chút ngứa. Anh nhìn thấy cô đắp mặt nạ quay lưng ra cửa và nói gì đó trước khi rời đi. Nhưng trên thực tế người nằm trên giường đắp mặt nạ không phải là Pionazi. Cục trưởng Oh đã mời mọi người trong phòng báo cáo tối nay đi ăn tối và sẽ công bố đề cương tuyển dụng công khai phát thanh viên. Trong bữa tối, cục trưởng Oh kể với mọi người về tình hình tuyển chọn. Lee Hwa-sin vì bị bệnh không thể ăn thịt ba chỉ, hút thuốc hay uống rượu. Pionazi gọi món thịt bò cho anh và trong khi mọi người đang nâng ly thì vội cầm lấy ly của anh uống thay cho anh. Quần chúng ăn dưa không hề hay biết. Khi hát ở kỹ thuật viên, Lee Hwa-sin không chịu nổi khi thấy mọi người tự chơi với nhau mà không nghe Pionazi hát. Anh đã bước tới và hát cùng Pionazi. Pionazi đi ra ngoài, sau khi uống rượu cô cảm thấy trong người không được khỏe. Lee Hwa-sin đã theo cô ra ngoài và bế cô trở lại đài truyền hình. Lee Hwa-sin đưa Pionazi trở lại phòng nghỉ ngơi. Anh thấy cô đã thay mình uống rượu mà để bản thân khó chịu như vậy thì hổ thẹn không ngừng. Ngồi bần thần bên cạnh giường cô, Lee Hwa-sin ngồi ở bên giường Nazi, nhẹ nhàng vỗ về để cô có thể ngủ yên. Hwa-sin buồn ngủ cũng nằm trên giường ngủ thiếp đi. Hai người không hề hay biết sau khi rời đi, rất nhiều đồng nghiệp đã bàn tán về hai người họ, ai cũng cảm thấy hai người dường như đang yêu nhau. Go Jung-won vội vã đến kỹ thuật viên để đón Kim Soo-jung. Sở dĩ anh đồng ý với Kim Soo-jung một cách dễ dàng như vậy là vì anh có chuyện muốn nói với Kim Soo-jung. Anh muốn nói với cô ta rằng mẹ của anh xuất thân là một người dẫn chương trình và bà vẫn luôn hy vọng rằng anh có thể lấy một người là dẫn chương trình. Nhưng chính cũng đã có người mình thích rồi, nhưng không đợi Go Jung-won mở lời, Kim Soo-jung đã chia sẻ chuyện bát quái của Lee Hwa-sin và Pionazi với anh ấy. Cô ấy nói với Go Jung-won rằng người bạn tốt của anh ấy là Lee Hwa-sin dường như đang yêu đương với Pionazi. Câu này trực tiếp như một hòn đá ném xuống nước làm lay động những làn sóng trực trào trong trái tim yếu ớt của Go Jung-won. Bang Ja-young cũng say khướt trong bữa tiệc tối nay, cô quay trở lại nhà Lee Hong nhưng vô tình vào phòng chú Lee và nằm cạnh ông. Kye Sung-suk đã đến được phòng của Lee Hong. Hong Hye-won, người luôn có lòng tự trọng cao, thích Lee Hwa-sin. Cô nghe đồng nghiệp thảo luận về chuyện yêu đương của Pionazi và Lee Hwa-sin. Cô không muốn tin nên đã đến phòng nghỉ của Pionazi ở đài truyền hình, nhưng không ngờ cảnh nhìn thấy lại là Lee Hwa-sin đang ở bên giường của Pionazi. Khi Lee Hwa-sin tỉnh dậy, anh nhìn thấy Hong Hye-won đang đứng trước mặt mình. Anh kéo Hong Hye-won ra khỏi phòng, Hong Hye-won hỏi trực tiếp rằng có phải anh thích Pionazi hay không. Lee Hwa-sin cố gắng giải thích toàn bộ câu chuyện với cô. Lúc này, bản thân Lee Hwa-sin cũng không nhận ra rằng mình đã yêu Pionazi, nhưng Hong Hye-won hoàn toàn không tin lời của Lee Hwa-sin. Từ cách Lee Hwa-sin nhìn Pionazi, Hong Hye-won đã nhìn thấy tình cảm của anh dành cho cô ấy. Lee Hwa-sin khẳng định lời nói của Hye-won không có ý nghĩa gì. Anh cảm thấy đây chỉ là sự hiểu lầm do say rượu. Trên thực tế, anh ấy cũng vì lời nói của Hong Hye-won mà rơi vào trầm tư và thế anh liền dứt khoát đến phòng tập. Go Jung-won cũng đến đài truyền hình SBC. Trong phòng chờ của Pionazi, anh nhìn thấy Lee Hwa-sin, người vừa mới đến thăm Pionazi xong thì tới phòng tập đấm bốc. Lee Hwa-sin đã bảo rằng muốn đấu với anh một trận, hai người đánh một trận rất kịch liệt. Trong cú cuối cùng, Lee Hwa-sin nhường Go Jung-won. Hai người kết thúc thì ngồi luyên thuyên với nhau, chủ yếu là nói về crush chung của mình, Pionazi. Go Jung-won nói với người kia rằng mình nghe được tin tức người kia và Pionazi đang yêu nhau, nhưng chính anh tin chắc rằng đó chỉ là tin đồn mà thôi. Go Jung-won yêu cầu trợ lý mang trà tỉnh rượu và quần áo được thiết kế đặc biệt tới cho Pionazi. Go Jung-won đến phòng nghỉ ngơi của cô bày tỏ tình cảm của mình, người đang mặc đồ ngủ, anh đưa quần áo cho Pionazi. Khi chú Lê thức dậy vào buổi sáng, ông không nói nên lời khi nhìn thấy Bang Ja-young đang ngủ trên giường của mình. Bang Ja-young cũng rất bất ngờ khi tỉnh dậy và xúc động xin lỗi chú Lê. Sau khi Lee Hong tỉnh lại, nhìn thấy Kye Sung-suk đang ngủ bên cạnh, liền đuổi Kye Sung-suk ra ngoài. Ra đến ngoài, Kye Sung-suk và Bang Ja-young xấu hổ chạm mặt nhau. Trong bữa sáng, Lee Hong và Daegu nó bóng nói gió vài câu rồi bỏ đi. Kye Sung-suk cũng bóng gió và nói xấu Pionazi. Chú Lê rất tức giận và bảo cô bắt đầu từ ngày mai đừng đến cửa hàng nữa. Với tư cách là một phát thanh viên, Park Jin muốn mặc bộ quần áo do Go Jung-won thiết kế riêng cho Pionazi, nhưng Pionazi từ chối. Park Jin không hài lòng và thầm ghen tị với Pionazi. Cô đã nói những lời không phù hợp trong buổi phát sóng tin tức và bị cục trưởng mắng. Na Joo-hee và Park Jin đã chế nhạo Pionazi trong phòng thay đồ. Pionazi không chịu nổi nên đã bộc phát lên hai người bọn họ. Lee Hwa-sin xông vào ngăn cản, Lee Hwa-sin và Pionazi cùng nhau đến cửa hàng mỹ phẩm. Pionazi yêu cầu Lee Hwa-sin mua cho mình một thỏi son làm kỷ niệm về vụ bê bối giữa hai người, đồng thời cho anh biết lý do cô vui vẻ. Khi Bang Ja-young và Kye Sung-suk đến phòng khách, họ thấy bà của Lee Hong đang nằm trong phòng khách.
Bà của Lee Hong nói với họ rằng bà sẽ chuyển đến đây và hai người họ cùng bày tỏ hoan nghênh bà. Vào ngày kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ Go Jung-won, Go Jung-won đã đưa lá thư của cha mình cho mẹ, nhưng mẹ của Go Jung-won yêu cầu anh tự mình đọc và sau đó bắt đầu phàn nàn. Sau khi mở ra thì anh mới phát hiện trong đó là đơn ly hôn. Go Jung-won không nỡ làm mẹ buồn nên đã nói dối. Sau đó, Go Jung-won gọi điện cho bố và yêu cầu ông đến thăm mẹ. Tin tức Go Jung-won và Kim Soo-jung yêu nhau xuất hiện tràn lan trên Internet. Thư ký đem tin tức trên mạng nói với Go Jung-won. Các đồng nghiệp ở đài truyền hình biết được rằng Kim Soo-jung đang yêu Go Jung-won, một nhà thiết kế nổi tiếng kiêm luôn phú nhị đại thì chúc mừng không ngừng nghỉ. Cùng lúc đó, Pyo Na-ji cũng xem tin tức trên mạng và cảm thấy hơi buồn. Go Jung-won đến đài truyền hình nhưng không thấy Pyo Na-ji đâu cả. Anh đến gặp Lee Hwa-sin trên tầng cao nhất để hỏi tin tức về Pyo Na-ji và nhờ anh giúp đỡ. Pyo Na-ji đến cửa hàng bách hóa và giao bộ quần áo do Go Jung-won thiết kế cho nhân viên, yêu cầu anh ta chuyển nó cho Go Jung-won. Cảnh tượng này tình cờ bị mẹ của Go Jung-won nhìn thấy, bà kiêu ngạo bảo Pyo Na-ji hãy giữ khoảng cách với con trai bà. Go Jung-won cũng đã đến, nhìn thấy cảnh đó anh đã tức giận lên mẹ mình. Lee Hwa-sin đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày đến bệnh viện để xạ trị, đồng thời phát hiện ra rằng ngay cả trong tình huống này, Pyo Na-ji cũng vẫn đợi anh ở địa điểm đã hẹn trước. Lee Hwa-sin chở cô đi, Na-ji phát hiện ra anh không lái xe đến bệnh viện. Thật ra, Lee Hwa-sin có thể nhìn ra Pyo Na-ji đang buồn vì vụ bê bối giữa Go Jung-won và Soo Jung. Anh liền nói với Pyo Na-ji rằng Go Jung-won là một người cô có thể tin tưởng. Anh nói với cô tất cả những gì mà Go Jung-won thích. Lee Hwa-sin lúc này hy vọng crush của mình có thể được hạnh phúc. Go Jung-won nhìn thấy bộ quần áo mà Pyo Na-ji gửi lại. Lúc này, Lee Hwa-sin cũng đưa Pyo Na-ji đến cửa hàng bách hóa của Go Jung-won, tình cờ gặp được Go Jung-won đang chuẩn bị ra ngoài. Go Jung-won đã rất cảm động, trời bỗng chợt đổ mưa, Go Jung-won kéo Pyo Na-ji vào xe của mình. Anh ấy hỏi Pyo Na-ji rằng liệu có phải cô vì mình mà vất vả nên ban sáng mới thất thố như vậy. Vừa nhìn thấy anh cũng một bộ dạng rất mệt mỏi, Pyo Na-ji ngượng ngùng gật đầu thừa nhận. Go Jung-won bày tỏ rằng anh rất cảm động và cảm ơn cô đã đến bên anh. Pyo Na-ji nói với anh rằng Lee Hwa-sin đã đưa cô đến đây. Nói xong mới ý thức được rằng Lee Hwa-sin đã không còn ở đây nữa. Hai người xuống xe và tìm kiếm, nhìn thấy xe của Lee Hwa-sin đã được đậu ở bãi đỗ xe nhưng người thì không thấy đâu cả. Pyo Na-ji cảm thấy có lỗi vô cùng, Lee Hwa-sin lại một lần nữa cảm thấy hối hận vì đã không cùng Hwa-sin đến bệnh viện. Lúc này, Lee Hwa-sin một mình bước đi trên con đường vắng dưới trời mưa tầm tã. Khoảnh khắc Pyo Na-ji và Go Jung-won ở bên nhau, nỗi đau lòng khiến anh nhận ra rằng mình đã yêu Pyo Na-ji từ lúc nào không hay. Mẹ của Go Jung-won đến Lepes để thăm chú Lee Aka em trai bà. Bà đặc biệt mang thuốc cho chú Lee, bà mua thuốc chữa bệnh thờ ơ ở Paris. Bà bảo chú Lê uống thuốc đúng giờ để chú lấy vợ và sinh con càng sớm càng tốt. Nhưng chú Lê bất lực trước sự cằn nhằn của chị gái. Chú nói với bà rằng trước đây ông từng quen rất nhiều bạn gái, lên giường của không ít. Bây giờ như thế này đây cũng là một loại quả báo đối với chính mình. Ông kéo chị mình ra khỏi phòng bếp, bà lặng lẽ đặt thuốc lên nóc tủ. Lee Hwa-sin say rượu loạng choạng quay lại đài truyền hình. Mọi người anh gặp anh đều hỏi có muốn hẹn hò với anh không. Khi anh đến phòng quay, anh đã tỏ tình với Hong Hye-won đang ngồi trước bàn làm việc. Cô truy hỏi anh có thật sự biết cô là ai không, Lee Hwa-sin liền lắc đầu. Hong Hye-won đứng dậy mắng Lee Hwa-sin, bảo anh ta đừng mua xe nữa, đồng thời cô cũng hỏi anh ta về lý tưởng của người dẫn bản tin lúc 9 giờ. Go Jung-won tìm thấy Jin Soo-jung và anh ấy thẳng thắn tuyên bố rằng hai người không thể kết hôn vì anh không hề thích cô. Jin Soo-jung hỏi anh ấy có phải thích người nào rồi không. Go Jung-won thẳng thắn thừa nhận rằng mình đang thích Pyo Na-ji. Ngoài dự liệu, Kim Soo-jung đã nhanh chóng đồng ý. Sau đó, Lee Hwa-sin say rượu đến phòng nghỉ ngơi của Pyo Na-ji. Cô rất tức giận và hỏi anh tại sao lại uống nhiều rượu như vậy, toàn làm những việc có hại cho cơ thể và tại sao anh không đến bệnh viện để xạ trị. Cô thẳng thắn nói rằng anh đang làm cô lo lắng đến điên đi được. Lee Hwa-sin không trả lời câu hỏi của cô và hỏi cô có sẵn lòng hẹn hò với anh hay không. Anh cũng nói rằng chỉ cần cô đồng ý với yêu cầu này, anh có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy. Pyo Na-ji ngượng ngùng cười, yêu cầu anh hát nhảy, anh cũng làm hết. Còn làm theo yêu cầu của cô mà rap một đoạn. Lee Hwa-sin truy hỏi Pyo Na-ji, cô ấy đã yêu thầm anh 3 năm rồi, có bao giờ cảm thấy hối hận tay tiếc nuối qua hay không? Pyo Na-ji nhìn anh ấy rồi cười, Lee Hwa-sin che đậy sự thất vọng của mình bằng những trò vô lý. Anh nói với Na-ji rằng mình muốn ăn mì Lee. Tranh thủ lúc Pyo Na-ji tìm mì Lee khắp phòng, anh lẩm bẩm rằng tại sao khi thích một người thì trái tim lại thay đổi như vậy nhỉ? Thật ra, anh ấy vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng Go Jung-won và Pyo Na-ji ở bên nhau. Sáng sớm hôm sau, Bang Ja-young và Kye-sung xúc nhìn Lee Hong chuẩn bị rời nhà và đến trường. Hai người nhìn thấy bảng điểm của Lee Hong đã dặn đi dặn lại cô nhóc phải học hành cho đàng hoàng. Với thành tích xếp thứ 200 toàn trường này sẽ không thi được vào đại học đâu. Lee Hong nói rằng trường chỉ có 200 học sinh, điều này khiến hai người mẹ vô cùng ngạc nhiên. Họ hỏi Lee Hong có phải là người cuối cùng trong trường không. Thái độ bất cần đời và giọng điệu quá đáng của Lee Hong đã khiến hai bà mẹ tức giận. Chú Lê ở bên cạnh cũng muốn Lee Hong nói chuyện đàng hoàng với mẹ, Bang Ja-young tức giận tát Lee Hong. Lee Hong bật khóc và hỏi hai người mẹ của mình rằng họ đã đi đâu khi cô lớn lên. Cả hai người mẹ đều cảm thấy rất có lỗi. Trong thang máy, tất cả người dẫn chương trình đều cười nhạo Lee Hwa-sin.
nói rằng hôm qua anh ấy say rượu và hỏi mọi người có muốn hẹn hò với anh ấy không. Lee Hwa Shin muốn đội quần cảm thấy chính mình vô cùng xấu hổ. Sau khi Go Jung-won chào mẹ, anh đang định ra khỏi nhà để đến công ty mở cuộc họp, mẹ anh đã ngăn anh lại. Pionazi thực sự đã nói trong dự báo thời tiết rằng trời tối sẽ có mưa. Bà bày tỏ rằng, theo cách bà nhìn thấy thì bạn gái của anh là một người quen mỗi ngày nói dối trước mặt người dân cả nước. Bà cũng nói với con trai mình rằng Jin Soo-jung đã đến gặp bà nói với bà rằng cô rất thích Go Jung-won và muốn lấy anh làm chồng. Mẹ của Go Jung-won nói với con trai rằng cha anh nói rằng nếu Go Jung-won và Jin Soo-jung ở bên nhau, ông sẽ không ly hôn với bà nữa. Go Jung-won rất bất bình khi phát hiện ra Jin Soo-jung đã vi phạm thỏa thuận giữa hai người và hành động sau lưng anh. Go Jung-won thập phần tức giận, người môi giới bất động sản gọi điện cho Lee Hwa Shin và nói rằng có một căn nhà phù hợp với lại gần nhà Lee Hong. Lee Hwa Shin vội vàng đến trả tiền đặt cọc, đột nhiên phát hiện tài khoản của mình không còn tiền. Anh nhớ lại cuộc gọi cách đây không lâu và nghi ngờ rằng mình bị lừa đảo mạng. Có người gọi điện cho anh tư vấn tài chính là bảo anh giúp mình thu mua bán cổ phiếu. Lee Hwa Shin đến một cửa hàng hấp hơi nước để ghé thăm không báo trước vì cửa hàng đang bí mật tổ chức đánh bạc trái phép. Ngay sau đó, anh ta bị nhân viên cửa hàng phát hiện và đánh đập nhưng Lee Hwa Shin với khuôn mặt đầy thương tích vẫn chụp lại được vài tấm hình. Go Jung-won định đưa Lee Hwa Shin và Pionazi đi ăn tối cùng nhau. Lee Hwa Shin đối mặt với tình huống này thì nói với họ rằng anh ấy đã có hẹn đi ăn với người khác rồi. Go Jung-won một mực lôi kéo Lee Hwa Shin đi ăn chung với hai người họ, Lee Hwa Shin cũng bất lực. May thay, Hong Hye-won kịp lúc đi ra và nói rằng cô có hẹn với Lee Hwa Shin và giải vây cho Lee Hwa Shin. Nhưng Go Jung-won cảm thấy bất thường vì anh biết Hong Hye-won hoàn toàn không phải mẫu người của Hwa Shin. Kie Sung Suk đã mua rất nhiều rau và định nấu ăn cho Lee Hong. Chủ tiệm giúp cô mang rau tới và không ngừng phòng điện không ngừng tới chỗ cô. Sau đó mới nghĩ đến có thể là bởi vì chị của mình đã lấy thuốc. Bang Gia Yang tới trường đón Lee Hong về Hà, còn đi chào hỏi những phụ huynh khác để hiểu hơn con của mình. Lee Hwa Shin chuyển đến cạnh nhà Lee Hong, ban công nhà anh đối diện với ban công nhà Pionazi. Anh mượn Hong Hye-won 10 triệu để cùng đi xem nhà. Từ ban công và nhìn thấy Go Jung-won tặng quà cho Pionazi. Quay lại, Hong Hye-won yêu cầu Lee Hwa Shin thú nhận tình yêu của mình với Pionazi và giành lại cô ấy về tay. Mặc dù làm như vậy thì sẽ làm tình bạn đi xuống nhưng ngược lại thì tình yêu sẽ đi lên, đóng làm một tên khốn cũng không sao. Go Jung-won biết được Lee Hwa Shin đã chuyển đi, anh hiểu được tình hình, đồng thời tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này. Hong Hye-won đã nói đùa với Lee Hwa Shin rằng đừng trở thành một kẻ khốn nạn và yêu cô ấy mà hãy cùng nhau dẫn chương trình tin tức. Nhưng Lee Hwa Shin đã nói với cô rằng anh ta sẽ chỉ là một tên khốn mà thôi. Khi Pionazi trở về nhà, cô ngạc nhiên khi thấy Hong Hye-won và Lee Hwa Shin đang ở ban công đối diện. Hong Hye-won bật cười, Lee Hwa Shin nói cô đừng nghĩ rằng anh không dám làm kẻ xấu. Go Jung-won giận dữ bỏ đi sau khi nghe những lời của Hwa Shin. Lúc này, Lee Hwa Shin và Hong Hye-won cũng để ý đến Pionazi ở ban công đối diện. Lee Hwa Shin nói với cô rằng anh quyết định chuyển đến đây để chăm sóc Lee. Khi Hong Hye-won rời đi, cô nhìn thấy xe của Go Jung-won và anh biểu thị rằng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Lee Hwa Shin. Anh truy hỏi rằng có thật là Lee Hwa Shin thích Pionazi hay không và nói với anh rằng Lee Hwa Shin sẽ không bao giờ là kẻ xấu có lỗi với bạn mình. Cô kiến nghị Go Jung-won hãy cứ giả vờ như không biết. Sau đó, Lee Hwa Shin rủ Go Jung-won đi uống rượu. Anh ấy nói với Go Jung-won rằng anh ấy sẽ tỏ tình với Pionazi và dõng dạc nói rằng anh ấy không thể làm bạn với Go Jung-won được nữa. Nhưng Go Jung-won vẫn trả lời rằng anh là không thể. Lee Hwa Shin nói rằng anh muốn ở bên Pionazi, nắm tay và ôm cô, nhưng anh chỉ có thể nói với Go Jung-won những điều này. Pionazi sẽ không bao giờ biết anh muốn ở bên cô đến mức nào. Go Jung-won nghe được điều này và biết được sự lựa chọn của Lee Hwa Shin, thì ra cuối cùng anh ấy đã chọn tình bạn. Chú Jin Lee cứ chớp mắt sau khi uống thuốc mà chị gái mang đến nên chỉ đeo kính râm nấu ăn. Lee Hong, Daegu, Pio Chi Jeon đến nhà ăn, Bang Gia Yang cũng vào. Cô nói với chú Lee rằng bắt đầu từ hôm nay rằng bản thân cũng muốn làm mẹ của Pio Chi Jeon. Sẽ cố gắng đối xử tốt với Pio Chi Jeon. Khi Nazi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi trong khu phố, cô tình cờ gặp Lee Hwa Shin, người đang say rượu quay về và hỏi Lee Hwa Shin tại sao anh lại chuyển đến đây. Nhà cô và nhà Lee Hwa Shin quá gần và họ có thể nghe thấy những gì nhau nói. Điều đó thật bất tiện cho cả hai người, nhưng lúc này Lee Hwa Shin đang rất vướng mắc giữa người bạn của mình và Pionazi, anh ấy không muốn Pionazi xuất hiện trước mặt mình nữa. Vì khi đó anh ấy sẽ bị lung lay, và anh ấy đã làm vậy. Đã dùng hết sức lực để kìm nén bản thân không thể làm gì có lỗi với bạn của mình. Vì vậy Lee Hwa Shin liên tục yêu cầu Pionazi rời đi và rời khỏi tầm mắt anh. Pionazi rất tức giận và ném cây kem trong tay về phía Lee Hwa Shin, nhưng cô không ngờ nó lại đập vào mặt Lee Hwa Shin. Cô liên tục xin lỗi Lee Hwa Shin, nhưng Lee Hwa Shin phớt lờ và quay mình trở về nhà một mình. Anh nhớ rằng khi biết Pionazi thích mình 3 năm trước, anh đã đưa ra đủ kiểu nhận xét mỉa mai cô và anh không thể nhịn được nữa. Anh ngồi xổm trên ban công, khóc lớn trên mặt đất và đá đổ chiếc xô bên cạnh để trút bỏ sự rối bời và khó chịu trong lòng. Sáng sớm, Pio Chi Jeon tiễn Pionazi đi làm, anh có lời nhưng không biết mở miệng với chị mình thế nào. Bởi vì ngày hôm sau, nhà trường sẽ tổ chức buổi tư vấn điền hồ sơ và phụ huynh bắt buộc phải tham dự. Chi Jeon, người có điểm cao nhất trường, có thể vào trường đại học y tốt nhất Hàn Quốc.
Nhưng anh ấy thì không muốn chị gái phải làm việc vất vả kiếm tiền nuôi anh ăn học, nên anh dự định nộp đơn vào một số trường khác. Sáng sớm hôm sau, Ly Hoa Xin đến nhà Ly Hong và muốn đưa cô nhóc đến trường. Sau đó, khi anh đến đài truyền hình, đạo diễn giao cho anh nhiệm vụ tin tức là đến Triều Sơn để che chắn, đồng thời yêu cầu anh mang theo Pionazi. Nhân tiện, anh ghi lại dự báo thời tiết 60 giây ở đó. Không ngờ, Kie Sung Suk đã nhận nhiệm vụ và nhất quyết đòi đưa Pionazi đi phòng theo. Gou Jung Won đang họp trong phòng họp, nhưng anh ấy khó chịu về sự việc của Pionazi. Giữa cuộc họp đang diễn ra, anh rời khỏi văn phòng và đến đài truyền hình. Trong studio của Lee Hwa Shin, Gou Jung Won hỏi Lee Hwa Shin tại sao lại để Pionazi yêu đơn phương mình trong suốt 3 năm qua. Gou Jung Won yêu cầu Lee Hwa Shin không bày tỏ tình cảm của mình với Pionazi và nói rằng anh ấy tin rằng mình có thể làm được. Lúc này, Pionazi cũng bước vào trường quay, cô rất ngạc nhiên khi thấy Gou Jung Won đến đây. Gou Jung Won ngay lập tức kéo Pionazi rời đi. Lúc này, Lee Hwa Shin đã hét lên trong trường quay và yêu cầu Gou Jung Won đừng tin anh ấy vì tình cảm của chính anh dành cho Pionazi cũng rất mãnh liệt. Ở cầu thang, Pionazi nói với Gou Jung Won rằng cô và Kie Sung Suk sáng mai sẽ đi công tác. Gou Jung Won đột nhiên hỏi Pionazi rằng cô thích mình hay Lee Hwa Shin hơn. Pionazi cảm thấy không thể giải thích được gì ngoài cười. Nhưng Gou Jung Won lại bảo Nazi lại không cần trả lời câu hỏi này và rồi bỏ đi. Pionazi và Kie Sung Suk đang ngồi trên xe chuẩn bị đi Triều Sơn phỏng vấn. Kie Sung Suk nhận được điện thoại của chú Lee, nói với cô rằng Lee Hong đã điền đơn tư vấn tình nguyện ở trường vào lúc 10 giờ hôm nay. Chú Jin Lee muốn cho các bạn cùng lớp biết rằng Lee Hong có hai người mẹ. Ông sợ sẽ gây rắc rối cho Lee Hong nên đã yêu cầu Kie Sung Suk cho Bang Gia Yang đi họp phụ huynh lần này. Kie Sung Suk nghe vậy rất phấn khích, cô yêu cầu tài xế đỗ xe bên đường và bảo Pionazi đi mua sắm. Sau đó cô nhanh chóng yêu cầu tài xế đưa cô đến trường học của con G. Kie Sung Suk và Bang Gia Yang đều đến phòng tư vấn, cô giáo hỏi mẹ của Lee Hong là ai. Cô đứng dậy nói rằng con của mình tuy có điểm kém, nhưng mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng riêng và không thể dựa điểm số mà định đoạt mọi thứ, và cô nói với giáo viên đừng bỏ rơi Lee Hong. Anh ấy sẽ cố gắng hết sức để giúp Lee Hong cải thiện điểm số của mình. Bang Gia Yang không muốn Lee Hong xấu hổ nên đã đứng ra nói rằng cô là mẹ kế của Pyo Chi Jeon. Sau khi biết được hoàn cảnh của Pyo Chi Jeon, cô bày tỏ sẽ hoàn toàn ủng hộ việc Pyo Chi Jeon đăng ký vào trường đại học Y. Trái tim của Lee Hong từng chút tan chảy khi cô nhìn hai người mẹ yêu thương mình. Jin Lee cũng bắt đầu dành sự cảm kích và yêu thích cho hai người này. Pionazi đến bãi biển, lúc này Lee Hwa Shin đang ăn mì ăn liền tại một cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư và nhìn thấy con trai chủ cửa hàng A Fan đang vẽ tranh. Người trong bức tranh là Pionazi, trên đó viết dòng chữ anh yêu em, Pionazi. Lee Hwa Shin đã đưa cho A Fan 3.000 nhân dân tệ và mua bức tranh. Lee Hwa Shin nhận được cuộc gọi từ đạo diễn, yêu cầu anh lập tức chạy đến Triều Sơn để ghi hình tin tức. Gou Jung Won nghĩ đến những gì Pionazi đã nói với mình trước đó và chạy đến Triều Sơn. Trên bãi biển, Pionazi vô cùng thích thú bắt bạch tuộc, hy vọng mang về để bồi bổ sức khỏe cho Pyo Chi Jeon vì thủy triều vừa rút và có rất nhiều bạch tuộc trên bãi bồi lớn. Gou Jung Won đến bãi biển, mặc kệ bùn đất và đi về phía Pionazi. Anh phát hiện ra cách đó hàng chục mét về phía bên trái của mình, Lee Hwa Shin cũng đang đi về phía Pionazi. Vì biết tình cảm của nhau dành cho Pionazi nên cả hai đã đánh nhau. Sau đó, Gou Jung Won trực tiếp nắm lấy chân Lee Hwa Shin, kéo hắn đến trước mặt Nazi, nhìn hai người người đầy bùn, cô suýt chút nữa không nhận ra. Gou Jung Won yêu cầu Pionazi trả lời xem cô ấy thích anh ấy hay Lee Hwa Shin hơn. Khi anh ấy nói vậy, bàn tay đang giữ chân của Lee Hwa Shin vô tình chạm vào cái xô nơi Pionazi để những con bạch tuộc đã hết. Pionazi nhìn thấy tất cả những con bạch tuộc mà cô đã vất vả bắt cho Pyo Chi Jeon đều bỏ chạy, cô không kiềm chế được cảm xúc và bắt đầu la hét. Lee Hwa Shin và Gou Jung Won mỗi người nắm lấy một cánh tay của Pionazi và kéo. Pionazi ra ngoài đề nghị ba người tắm rửa trong một phòng tắm đơn giản bên đường, nhưng Lee Hwa Shin không nói gì và bỏ đi một mình. Cánh cửa phòng tắm đơn giản đã đóng lại, Pionazi và Gou Jung Won rửa tay và mặt bằng súng nước ở cửa. Họ dùng súng nước xịt qua lại và có một khoảng thời gian vui vẻ. Gou Jung Won đưa Pionazi trở lại nơi ở do đài truyền hình sắp xếp và yêu cầu cô dọn dẹp trước khi anh có thể đón cô và đi ăn tối với Hwa Shin sau đó. Kie Sung Suk và Bang Gia Yang cùng nhau ra trường. Kie Sung Suk nói với Bang Gia Yang rằng cô sẽ hẹn hò với Jin Lee. Bang Gia Yang khăng khăng cho rằng Jin Lee thích là mình, hai người lần nữa phát sinh tranh chấp. Cuộc sống của họ đã thay đổi đáng kể lại yêu cùng một người đàn ông. Bên kia Jin Lee đang hỏi Lee Hong muốn sống cùng mẹ nào, bởi vì với thái độ hiện tại của Lee, cả hai mẹ con sẽ bị tổn thương khi hỏi chú nên chọn gì. Jin Lee vô tình nói rằng anh ấy nói như vậy. Ban đầu anh muốn quan sát xem ai trong hai người phù hợp hơn để chăm sóc Lee Hong, nhưng dần dần anh phát hiện ra những điểm sáng của hai người này và cho rằng cả hai đều phù hợp làm vợ anh. Pionazi quay lại phòng khách, thay quần áo và đến phòng Lee Hwa Shin mời anh ăn tối với cô. Tuy nhiên, Lee Hwa Shin phớt lờ cô khi Pionazi đến gần, cô phát hiện ra Lee Hwa Shin bị sốt, đầu anh đổ mồ hôi, ngực lại nóng bừng, đưa anh đến bệnh viện mà không giải thích được. Ngay khi cả hai lái xe đi, Gou Jung Won lái xe tới, không nhìn thấy Pionazi, đã gọi điện cho cô nhưng không có ai trả lời. Lúc này Lee Hwa Shin đang nằm trên giường bệnh, Pionazi đang chăm sóc Lee Hwa Shin rất chu đáo.
Li Hua xin muốn Pionazi rời đi, nhưng Pionazi từ chối và anh hỏi Pionazi tại sao cô lại tốt với anh như vậy. Pionazi than thở rằng Li Hua xin bị bệnh, cô không thể để anh ở đây một mình. Sau đó, Li Hua xin hỏi cô có thấy mình đáng thương không và tất nhiên cô rất đáng thương vì cô bị ung thư vú khi còn trẻ. Li Hua xin lẩm bẩm với chính mình rằng mọi chuyện là như vậy, anh cảm thấy Pionazi ở bên anh là đồng cảm. Li Hua xin yêu cầu Pionazi quay lại ký túc xá và mang theo hồ sơ công việc của cô đến đây, thực sự anh đã trở lại Seoul một mình. Go Jung-won, người đang đợi ở khu vực nghỉ ngơi, nhìn thấy Pionazi quay lại, anh ấy xúc động và mắng Pionazi tại sao cô ấy không trả lời điện thoại. Sau đó, anh ấy nhận ra rằng mình đã mất kiểm soát và xin lỗi Pionazi. Nazi mang theo giấy tờ công việc đến bệnh viện, lại phát hiện Li Hua Xin đã rời đi. Go Jung-won cũng nhận được cuộc gọi từ Li Hua Xin và được biết anh đã trở lại Seoul. Tại đài truyền hình, Li Hua Xin bắt đầu tránh mặt Pionazi. Đạo diễn Oh đưa cho Li Hua Xin lịch trình lựa chọn người dẫn chương trình và yêu cầu anh chuẩn bị cho cuộc bầu cử người dẫn chương trình. Li Hua Xin nói với anh rằng anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là trở thành người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình tin tức lúc 9 giờ, Li Hua Xin tiếp cận Hong Hye-won và đề nghị cô làm đối tác thử giọng và luyện tập của anh. Mẹ của Li Hua Xin lặng lẽ đến nơi Li Hua Xin sống và mang cho anh kim chi và đồ ăn. Khi giúp Li Hua Xin thu dọn đồ đạc, bà vô tình tìm thấy hóa đơn thuốc của Li Hua Xin trong túi rác khi biết tin con trai mình bị ung thư vú, liền bật dậy. Pionazi bí mật theo dõi Li Hua Xin và Hong Hye-won cùng nhau luyện tập trong studio và muốn học một số kỹ năng. Li Hua Xin nhìn thấy Pionazi cố tình nói những lời khó chịu và đuổi Pionazi ra ngoài. Ý định ban đầu của Hoa Xin là anh không muốn Pionazi lơ lửng trước mặt mình, nên anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Choi Jong-ji đưa video ứng viên của người dẫn chương trình cho người của giám đốc WU xem và nói với Li Hua Xin, người đã đến gặp anh ấy, rằng Pionazi cũng đã đăng ký tham gia buổi thử giọng cho nữ phát thanh viên bản tin buổi sáng. Choi Jong-ji và Li Hua Xin đã xem. Trong video ứng cử viên của Pionazi, khuôn mặt Choi Jong-ji tràn đầy cảm kích vì vẻ mặt của Pionari rất chân thành. Trong thang máy, Pionazi gặp Li Hua Xin, người này nhắc nhở cô rằng ngày mai là sinh nhật của Go Jung-won và yêu cầu cô đừng quên tổ chức sinh nhật cho Zeng Doan. Khi cô tan sở, Pionazi nhân cơ hội lên xe của Li Hua Xin và hỏi anh ta về sở thích ăn uống của Go Jung-won. Li Hua Xin đã kể cho Pionazi tất cả những gì anh biết. Khi mẹ của Go Jung-won nghe tin Pionazi đang tranh cử người dẫn chương trình, bà đã cố tình yêu cầu thư ký của Go Jung-won gửi tin nhắn cho Zeng Doan rằng giám khảo cuối cùng của người dẫn chương trình lần này sẽ là bà, chủ tịch hiệp hội người dẫn chương trình SBC. Go Jung-won đến thăm Li Hua Xin và cả hai cùng nhau uống rượu soju trước cửa hàng tiện lợi trong khu phố. Khi Pionazi đi mua đồ về, cô nhìn thấy Li Hua Xin và Go Jung-won đang say rượu, liền đưa họ về nhà. Khi họ đi vệ sinh, Pionazi nhìn thấy A Fan trước nhà Li Hua Xin. Ra rằng A Fan đã vẽ một bức tranh về Pionazi và muốn bán nó cho Li Hua Xin đã mua rất nhiều bức tranh và dán chúng lên tường của anh ấy. Pionazi đến ban công nhà Li Hua Xin và muốn đưa anh ta về, nhưng A Fan không nghe lời cô và đưa cô vào nhà Li Hua Xin. Pionazi nhìn khắp các bức tranh trên tường, từ những dòng chữ Li Hua Xin viết trên đó. Cô biết tình cảm của Li Hua Xin dành cho cô. Li Hua Xin và Go Jung-won đang đứng trên ban công nhà Pionazi. Hai người đàn ông say rượu đang hát vui vẻ. Li Hua Xin cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy đèn trong nhà sáng và bảo Zeng Doan về nhà thay quần áo. Về nhà, cô phát hiện đèn trong nhà lại tắt. Pionazi và A Fan đã rời khỏi phòng của Li Hua Xin và trốn vào góc ban công. Khi Li Hua Xin vào phòng thay quần áo, Pionazi đã kéo A Fan ra. Mẹ của Go Jung-won hỏi thư ký Pionazi dự báo thời tiết là mấy giờ. Khi biết đã hơn 7 giờ, bà đặc biệt gọi điện cho Bang Ja-young để hỏi về thời gian thử vai của người dẫn chương trình. Bà cố tình nói với Bang Ja-young rằng bà có chuyện cần làm. Hôm đó phải ra nước ngoài và cần phải rời khỏi buổi thử giọng. Thời gian đã được nâng lên đến 8 giờ. Anh ấy cũng nhân cơ hội này nói rằng công ty của anh ấy sẽ tăng cường nỗ lực quảng cáo. Bang Ja-young nói rằng thời gian vẫn chưa được thông báo cho mọi người nên cô có thể tiếp đón cô ấy và đổi thời gian thành 8 giờ sáng. Pionazi đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Go Jung-won và Pionazi đã hát chúc mừng sinh nhật Zeng Doan và cùng cô tổ chức sinh nhật dù đồ ăn cô nấu quá mặn nhưng Zeng Doan vẫn rất vui vẻ. Li Hua Xin chán nản trở về nhà và dỡ bỏ tất cả các bức tranh trên tường. Anh quyết định từ bỏ, không chỉ vì Chu Nazi được vui mà còn vì những người bạn tốt của anh. Thư ký đến đưa Go Jung-won về nhà. Trên đường trở về, thư ký nói với Go Jung-won rằng mẹ anh đã cố tình rời thời gian sang 8 giờ để ngăn cản Pionazi tham gia buổi thử giọng. Ji bắt đầu ghi lại dự báo thời tiết lúc 7 giờ sớm nhất là 7 giờ 45 phút. Cô ấy không thể nào chạy từ Studio A, nơi ghi dự báo thời tiết, đến Studio B, ở rất xa. Làm bài kiểm tra trong 15 phút nữa, Go Jung-won rất thất vọng với hành động của mẹ mình. Sau khi Cao Chính Viễn rời đi, Pionazi đứng trên ban công nhà anh, Li Hua Xin cũng đứng trên ban công nhà anh. Hai người nhìn nhau muốn hỏi về bức tranh, nhưng cô không biết làm thế nào. Để nói, sau khi suy nghĩ, cô quyết định không nói. Li Hua Xin bước vào phòng quyết định đốt những bức tranh. Một cơn gió thổi qua và một trong những bức tranh còn lại bị Li Hua Xin đốt cháy trong tuyệt vọng. Vào sáng sớm, Pionazi đang đứng bên đường chuẩn bị đi làm. Cô chặn Li Hua Xin đang lái xe đi làm. Sau khi lên xe, cô nói với anh rằng cô có chuyện muốn nói với anh.
Kết quả, xe của Lee Hwa Sin gặp xe của Go Jung-won đang đến đón Pyo Na-ji đi làm. Pyo Na-ji vội vàng ngồi xổm xuống, Go Jung-won không nhìn thấy cô. Sau đó, Pyo Na-ji nhận được cuộc gọi của Go Jung-won, nói rằng anh đang ở tầng dưới nhà cô và định đưa cô đi làm, nó ổn. Trong khi Go Jung-won đang chờ đợi, bức tranh bị gió thổi bay đến xe của anh ấy đã thu dọn bức tranh và bỏ vào xe. Sau khi cúp điện thoại, Lee Hwa Sin chế nhạo Pyo Na-ji vì đã cố gắng trốn thoát. Kie sung súc đến nhà hàng của sếp Jin Lee và gặp Bang Ja Young, người đang ngồi ăn ở đây. Sếp Jin Lee nói với hai người rằng việc yêu anh ấy không phải tùy thuộc vào anh ấy mà là họ phải yêu anh ấy và thú nhận. Nói với họ rằng anh ấy thật lạnh lùng nên anh ấy sẽ không nắm tay và hôn họ. Cả hai rất ngạc nhiên khi biết tin, đầu bếp Jin Lee yêu cầu họ suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định cẩn thận. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Fang Si-jin và Kie sung súc đã thay đổi phong cách thường ngày và bắt đầu nhượng bộ nhau. Thời gian, hỏi nhau và Jin Lee hãy vui vẻ cùng nhau. Pyo Na-ji nhận được tin nhắn về thời gian thử giọng cho một người dẫn chương trình cấp cao và bắt đầu lo lắng. Na-ju-si, người cũng đã đăng ký buổi thử giọng, thấy Pyo Na-ji lo lắng và bắt đầu hả hê, yêu cầu cô điều chỉnh thời gian thử giọng, mẹ của Go Jung-won nhân cơ hội cầu hôn. Theo điều kiện của chính mình, anh yêu cầu Go Jung-won chia tay với Pyo Na-ji để anh nhường vị trí neo đậu cho Pyo Na-ji, nếu không, cô ấy thậm chí sẽ không nghĩ về nó. Lee Hwa Sin mở cửa và thấy anh đang ngồi bên ngoài khóc lóc. Mẹ anh nói rằng bà biết anh bị ung thư vú và cảm thấy rất có lỗi vì bà cảm thấy Hwa Sin bị những người xung quanh đổ lỗi vì chuyện của anh trai anh và đã tích lũy quá nhiều. Mẹ anh khẳng định đây là một trong những nguyên nhân khiến Hwa Sin bị ung thư vú. Bà đã khóc và yêu cầu Hwa Sin hãy làm theo trái tim mình và làm những gì bà muốn. Hwa Sin đã ôm mẹ và nói với bà rằng bà không thể làm những gì cô ấy muốn làm bây giờ bởi vì anh rất muốn ở bên Pyo Na-ji nhưng lại không thể. Lee Hwa Sin nhìn thấy con búp bê của Afan ở nhà và đi tìm Afan để hiểu rõ sự việc. Khi biết Pyo Na-ji đã đến nhà mình, anh biết rằng Pyo Na-ji chắc chắn đã biết về tình cảm của anh dành cho cô. Khi giám đốc WU, Kie Sung Suk và Bang Ja Young đang họp trong phòng họp, vấn đề về lễ hội vũ trụ đã được đề cập. Kie Sung Suk nghĩ rằng Pyo Na-ji nên được phép đến lễ hội vũ trụ để ghi lại dự báo thời tiết. Buổi thử giọng thời gian là 8 giờ, nếu như Pyo Na-ji mời tới hiện trường ghi hình, nàng nhất định sẽ không thể về kịp. Lee Hwa Sin đến văn phòng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba người, giám đốc WU và Bang Ja Young tin rằng Pyo Na-ji nên tập trung vào công việc trước mắt. Khi Pyo Na-ji biết rằng cô sẽ ghi hình tại Cosmos Festival vào ngày phỏng vấn, cô buộc phải đến gặp chú chuyển phát nhanh và yêu cầu ông chuyển phát nhanh cho cô đến địa điểm phỏng vấn trong vòng 15 phút. Pyo Na-ji biết hậu quả nghiêm trọng của việc tạm thời thay đổi lộ trình của chiếc máy bay dùng cho cuộc phỏng vấn, cô đã dặn Lee Hwa Sin đừng làm gì cho bản thân. Vì anh ấy và vì sợ độ cao nên giờ anh ấy thậm chí còn không biết cách đưa tin. Khi Pyo Na-ji xuống máy bay, Lee Hwa Sin yêu cầu cô thư giãn. Pyo Na-ji vội vàng đến địa điểm phỏng vấn, khi cô đến sàn thi và chuẩn bị bước vào, Lee Hwa Sin đã kéo cô lại và yêu cầu cô ngồi ở bậc thang để đi chậm lại. Còn đúng 7 phút nữa, Lee Hwa Sin đưa tay ra. Ghi lại chi tiết bài kiểm tra, anh ấy nói với Pyo Na-ji tất cả các tình huống có thể phát sinh và cách giải quyết chúng. Anh ấy nắm tay Pyo Na-ji và muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy. Vì sự cản trở của Go Jung-won nên mẹ cô đã đến muộn, điều này khiến Pyo Na-ji có thêm thời gian chuẩn bị. Lee Hwa Sin nói với thuyền trưởng, dù thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng chỉ có thể nói rằng việc thay đổi lộ trình là ý tưởng của riêng anh ta và không liên quan gì đến người khác. Trong kỳ thi, Pyo Na-ji đã xử lý tốt nhiều tình huống khẩn cấp khác nhau theo hướng dẫn của Lee Hwa Sin. Cô cảm thấy Lee Hwa Sin luôn đứng sau camera và quan sát cô. Cuối cùng, Pyo Na-ji đã giành được sự khen ngợi của tất cả mọi người có mặt với màn trình diễn xuất sắc của mình và giám đốc Choi Jong-ji không thể không khen ngợi cô nhiều lần. Tuy nhiên, mẹ của Go Jung-won vẫn không chịu bỏ cuộc. Bà rất kén chọn và đưa ra một số lý do xa vời để bày tỏ rằng Pyo Na-ji không thích hợp làm người dẫn chương trình trở về từ cuộc phỏng vấn ở Busan. Việc đầu tiên Lee Hwa Sin làm khi đến công ty là gọi điện cho Pyo Na-ji, nhưng anh bất lực nhìn ở cửa đài truyền hình khi Go Jung-won nắm tay Pyo Na-ji và rời đi. Bên ngoài trường quay, Lee Hwa Sin gặp Hong Hye-won và hỏi cô ấy về cuộc phỏng vấn của Pyo Na-ji. Hong Hye-won rất tức giận nhưng vẫn nói với Lee Hwa Sin rằng Pyo Na-ji thể hiện rất tốt, tốt hơn nhiều so với các thí sinh khác. Go Jung-won đang giải quyết công việc trong công ty và yêu cầu Pyo Na-ji ngồi sang một bên đợi anh ta. Khi hai người đang trò chuyện, Go Jung-won phàn nàn rằng Pyo Na-ji chưa bao giờ chủ động gọi điện hay rủ anh đi chơi. Pyo Na-ji nói với Go Jung-won rằng cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều này khiến Go Jung-won rất cảm động. Giám đốc WU tìm thấy Lee Hwa Sin và giận dữ hỏi anh ta tại sao lại thay đổi lộ trình của máy bay. Đồng thời nói với anh ta rằng vụ việc đã được đưa lên Ủy ban kỷ luật. Lee Hwa Sin đã nói dối rằng đó là vì anh ta có thông tin còn sót lại ở đài truyền hình. Nhưng đạo diễn biết mình nói dối liền mắng Lee Hwa Sin. Bởi vì đạo diễn cũng rất lo lắng Lee Hwa Sin sẽ không thể tham gia cuộc bầu cử người dẫn bản tin lúc 9 giờ vì sự việc này. Pyo Na-ji vô tình nghe được mọi chuyện bên ngoài và cảm thấy như vậy, rất tội lỗi. Sau khi trở về nhà, Pyo Na-ji ngồi trên giường ngoài ban công và nhìn dòng chữ Pyo Na-ji, anh yêu em do Lee Hwa Sin viết trong bức tranh của Afan, trên khuôn mặt cô vô thức hiện lên một nụ cười. Lee Hwa Sin lúc này vừa mới trở về nhà, Pyo Na-ji nói lời cảm ơn với anh ta nhờ Pyo Na-ji đãi anh ta một cây kem, hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi trong khu phố.
Pionari một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn đối với Lee Hwa-shin và hỏi liệu anh có làm người đưa tin với cô nếu cô trở thành người dẫn chương trình hay không. Lee Hwa-shin nói rằng trong cuộc sống, bạn không nên sử dụng câu hỏi mà hãy học cách sử dụng câu cảm thán, nghĩ rằng cô ấy chắc chắn sẽ thành công, sự kết thúc, nhận được mong muốn của bạn. Sau đó, Lee Hwa-shin hỏi Pionazi liệu anh có thích cô không, đồng thời nói rằng Pionazi có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng mình và ở bên Go Jung-won, miễn là anh phải lòng cô. Sáng hôm sau, mẹ của Lee Hwa-shin đến nhà Lee, bà làm một bữa sáng thịnh soạn và yêu cầu Lee Hwa-shin ăn uống ngon miệng, đứng dậy rời đi và đặc biệt vào phòng Lee Hwa-shin. Tôi muốn sau này Lý Hồng phải đối xử tốt hơn với chú của mình, vì chú của anh ấy đang bị bệnh, nếu chú của anh ấy qua đời một lần nữa, anh ấy sẽ không còn đường sống. Lee Hong nhìn bà ngoại đau khổ và lo lắng cho chú mình. Pionazi bắt đầu tránh mặt Lee Hwa-shin trong công ty. Giám đốc WU gọi Lee Hwa-shin đến văn phòng và nói với anh ta rằng hình phạt cho việc không báo cáo lộ trình sẽ là đình chỉ 1 tháng cộng với cắt lương 6 tháng. Điều này có nghĩa là Lee Hwa-shin không có cơ hội tham gia tuyển chọn mỏ neo 9 giờ và Lee Hwa-shin vừa bỏ lỡ lý tưởng của mình. Thất vọng, anh bỏ đi mà không nói một lời. Trên đường ra đi, Lee Hwa-shin đã gặp giám đốc Choi Jong-ji. Từ cuộc trò chuyện giữa Choi Jong-ji và Lee Hwa-shin, Pionazi đã biết được việc Lee Hwa-shin bị đình chỉ. Trong thang máy, Pionazi gặp Bang Ja-young và biết rằng cô đã trở thành người đưa tin như mong muốn. Cô mừng cho bản thân và vì cảm thấy có lỗi với Lee Hwa-shin nên cô đã tìm kiếm Lee Hwa-shin khắp nơi trong công ty, nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng của Lee Hwa-shin. Pionazi đến nơi họ đã đồng ý cùng nhau đến bệnh viện. Lee Hwa-shin, người đang lái xe ngang qua, nhìn thấy Pionazi và yêu cầu cả hai cùng lên xe. Hwa-shin đang thay quần áo trong phòng thay đồ và đang đợi bên ngoài. Pionazi nhận được tin nhắn từ Go Jung-won. Bởi vì lúc này Go Jung-won đã biết được chuyện Pionazi đã trở thành người dẫn chương trình từ mẹ anh, nhưng anh muốn nghe. Pionazi đã đích thân nói với anh ấy nên anh ấy đã gửi tin nhắn để nói với Pionazi, bày tỏ rằng cô ấy hy vọng sẽ là người mà Pionazi sẵn sàng chia sẻ tin tức ngay lập tức. Sau khi đọc tin nhắn, Pionazi bắt đầu cảm thấy bất an bởi vì lúc đó cô phát hiện ra mình muốn báo cho Lee Hwa-shin tin tức thành công của mình càng sớm càng tốt. Pionazi rất ngạc nhiên trước những gì mình tìm thấy. Cô chạy vào phòng thay đồ và nói với Lee Hwa-shin rằng cô sẽ không thích anh ta vì anh ta chẳng là gì so với Go Jung-won. Thực tế, những lời này là do Pionazi nói với chính cô. Trái tim sẽ không dao động không kiểm soát, Lee Hwa-shin không kìm được, hôn Pionazi không chống cự, Lee Hwa-shin hỏi cô có điên không. Cô trả lời ít nhất là vào lúc này, y tá đột nhiên tới hỏi Lee Hwa-shin xem anh đã thay quần áo chưa, hai người đã chen ngang, Lee Hwa-shin bảo Pionazi ra ngoài đợi anh. Lee Hwa-shin trong phòng thay đồ liên tục nói chuyện với Pionazi đang đứng ở hành lang. Khi Lee Hwa-shin gọi cô là Nazi, Pionazi đã choáng váng vì đây là lần đầu tiên Lee Hwa-shin gọi cô như vậy. Lee Hwa-shin cũng muốn đưa Pionazi đi ăn tối với cô ấy. Pionazi thở dài rằng đây cũng là lần đầu tiên Lee Hwa-shin yêu cầu Pionazi đừng rời xa anh ấy, nhưng anh ấy vội vàng không nhận được phản hồi. Ra ngoài và thấy hành lang vắng tanh, anh chạy đến chỗ bác sĩ. Trong phòng làm việc, anh vẫn chưa thấy Pionazi lao ra ngoài bệnh viện như điên, nhưng các bác sĩ và y tá đã ngăn anh lại. Thư ký của Go Jung-won nói với Go Jung-won tin tức về việc Lee Hwa-shin bị đình chỉ. Go Jung-won nghĩ về những gì Pionazi đã nói với anh ấy và hiểu được nguyên nhân và kết quả của sự việc. Pionazi, người đã xuất viện, đến công ty của Go Jung-won, cô muốn chia tay với Go Jung-won vì cô nhận ra rằng mình cùng lúc yêu hai người đàn ông và cô không muốn hối tiếc bất cứ ai. Nhưng cô ấy đã trốn ở phía sau tòa nhà. Lee Hwa-shin, người đã hoàn thành hóa trị trong bệnh viện, cũng đến công ty của Go Jung-won. Anh ấy và Go Jung-won nói chuyện qua điện thoại. Hai người nói rằng họ muốn gặp nhau ngay bây giờ. Jang Joan nói với Pionazi rằng anh yêu em và Pionazi cũng trả lời rằng lý do là vì cô ấy biết rằng Lee Hwa-shin ở đầu bên kia. Điện thoại đang nghe, Lee Hwa-shin nghe được lời nói này, xoay người rời đi. Sau đó, Pionazi, người ngồi trong xe, chia tay với Go Jung-won, nói với anh rằng cô yêu anh và một người đàn ông khác. Cô biết rằng mình rất tiếc vì điều này và thậm chí cô còn ghét bản thân mình như thế này. Nhưng cô không biết tại sao nên cô đã xin lỗi Go Jung-won, đề nghị chia tay, xuống xe bỏ đi. Lee Hwa-shin đợi ở ngã tư cộng đồng và hỏi Pionazi tại sao cô ấy muốn hôn anh ấy. Không phải việc hôn là do bạn yêu ai đó sao? Lee Hwa-shin trả lời có. Nazi thành thật khai rằng cô yêu hai người đàn ông rất điên cuồng và nhất quyết yêu cầu Pionazi trả lời xem ai trong hai người đàn ông mà cô yêu hơn. Tuy nhiên, Pionazi bối rối thực sự không thể trả lời ngay lúc đó. Lúc này Lee Hwa-shin rất lo lắng, kiên trì không trả lời được, Pionazi bỏ đi. Chị họ Lee Si sau khi trở về nhà đã suy nghĩ lại và quyết định rời khỏi nơi này và rời xa hai người này. Lúc này, Lee Hwa-shin và Go Jung-won xảy ra tranh chấp trên đường phố trong cộng đồng, hai người đánh nhau. Lee Hwa-shin cởi bộ quần áo đang mặc do Go Jung-won thiết kế và nói sẽ gửi lại toàn bộ quần áo cho Go Jung-won. Khi anh trở về nhà, Pionazi đang thu dọn hành lý và đi ngang qua đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng giữa hai người. Khi Lee Hwa-shin và Go Jung-won biết rằng Pionazi sẽ rời đi, một người trong số họ đã nắm lấy một cánh tay của Pionazi và bảo cô ấy đừng rời đi. Khi Pionazi nhìn thấy hai người bạn tốt chống lại mình, cô không thể chịu đựng được và bảo họ hãy tìm những cô gái khác và ngừng thích cô. Kết quả là cả ba phải im lặng, họ bị hàng xóm trong cộng đồng la mắng.
Sau cuộc cãi vã, Gâu Dung Quân đang uống rượu ở nhà, còn Ly Hoa Xin thì đang ngồi uống rượu trước cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư. Hai người muốn gọi điện cho Pio Nazi để bày tỏ tình cảm nhưng lại bấm số của nhau. Nói với đầu dây bên kia, Nazi anh yêu em, cảnh tượng rất hài hước. Ly Hoa Xin tạm thời chuyển đến nhà mẹ đẻ, Pio Nazi cũng chính thức trở thành người dẫn chương trình. Ly Hoa Xin, người đang nằm trên ghế sofa, đã xem tin tức do Pio Nazi phát sóng. Gâu Dung Quân, người từ nước ngoài trở về, nhìn thấy mẹ anh đưa Jin Jang Siêu đến đón anh ngay khi xuống máy bay. Có rất nhiều phương tiện truyền thông chụp ảnh hai người họ, nhưng Gâu Dung Quân trông có vẻ mất tập trung. Lên xe, Gâu Dung Quân gọi điện cho Pio Nazi. Trong điện thoại, Hong Hye Won đã tìm thấy Pio Nazi và hẹn cô ấy đi hẹn hò vào cuối tuần. Bên ngoài công ty, Pio Nazi đã gặp Lee Hwa Sin, người đã đến. Đi làm sau đó, Lee Hwa Sin được Hong Hye Won biết rằng Pio Nazi sẽ đi vào ngày mai sau khi bị tấn công tình dục. Cô đã lặng lẽ đi theo Pio Nazi đến buổi hẹn hò mù quáng. Trong khi hẹn hò đi vệ sinh, Pio Nazi ngồi cạnh Lee Hwa Sin và yêu cầu anh quay lại. Lee Hwa Sin hỏi Pio Nazi tại sao cô ấy lại đi hẹn hò mù quáng và tại sao cô ấy lại đi ngược lại những gì cô ấy đã nói. Nắm lấy tay Pio Nazi và yêu cầu anh quay lại bên ngoài. Lúc này, Gâu Dung Quân cũng tình cờ đến nơi mà Pio Nazi hẹn hò mù quáng, thật là xấu hổ. Bởi vì Lee Hwa Sin không thể chịu đựng được việc không gặp Pio Nazi, anh ấy thậm chí còn đề nghị Pio Nazi hẹn hò với hai người cùng một lúc, sau đó để Pio Nazi chọn ai tốt hơn. Ý tưởng của Lee Hwa Sin quá điên rồ. Pio Nazi làm mì ăn liền cho Pio Chi Jeon, Da Jiu và A Hồng, rồi mang ra ban công để bốn người cùng ăn với nhau. Đến tối, Pio Nazi đã nằm trên giường nhưng cô nhận được cuộc gọi từ Lee Hwa Sin một cách vô lý yêu cầu Pio Nazi làm mì ăn liền và mua kem cho anh. Đồng thời tự tin nói rằng cô nhất định sẽ mua cho anh. Đúng như dự đoán, Pio Nazi đưa Lee Hwa Sin đến cửa hàng tiện lợi ở lối vào khu dân cư vì Pio Nazi lo lắng cho bệnh tình của Lee Hwa Sin nên cô đã đáp ứng yêu cầu của anh. Lúc này, Cao Chính Viễn cũng đi tới cửa siêu thị. Pio Nazi nói sau này cô sẽ không gặp hai người. Nghe được những lời này, Pio Nazi không thể tin được, kiên quyết phản đối chuyện này, đứng dậy rời đi. Gâu Dung Quân trở về nhà và nhìn thấy Jin Jang Siêu đang đợi ở cửa. Cô buộc tội Gâu Dung Quân đã đi quá xa vì giờ bố mẹ anh đều biết anh thích Pio Nazi và nói rằng Pio Nazi đã phải lòng. Cô ấy sau khi sống với Lee Hwa Sin được 3 năm, cô ấy sẽ đến mỗi đêm và kể cho anh ấy nghe những gì Pio Nazi đã làm khi cô ấy phải lòng Lee Hwa Sin. Pio Nazi đang đứng trên ban công đánh răng, nhìn thấy Lee Hwa Sin say rượu trở về, cô lập tức mắng anh. Không ngờ Lee Hwa Sin lại rất vui vì cho rằng Pio Nazi quan tâm đến mình và muốn Pio Nazi đến ngủ cùng anh ấy, Pio Nazi giờ khóc giờ cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Pio Nazi vội vàng đến đồn báo tin buổi sáng. Khi xuống lầu, cô nhìn thấy Gâu Dung Quân đang đợi ở đây. Nghĩ đến khi cô ấy ở bên anh ấy, tôi sẽ nghĩ đến anh ấy khi ở bên Lee Hwa Sin. Không ngờ, Gâu Dung Quân lại nói rằng anh ấy có thể chấp nhận điều này, thậm chí còn giật lấy bộ quần áo mà Pio Nazi đang cầm trên tay. Mặc để chụp ảnh, Pio Nazi suy sụp bỏ chạy. Ngay khi Pio Nazi đến đài truyền hình, cô đã nhìn thấy Gâu Dung Quân mặc quần áo đang đợi ở sảnh nói với Pio Nazi rằng có người nhất quyết nói cho cô biết những gì cô đã làm khi yêu đơn phương Lee Hwa Sin. Nếu Pio Nazi tò mò người này là ai, nếu vậy thì tối nay tôi sẽ gặp chính mình. Lee Hwa Sin gặp phóng viên Bang Ja Young và những người khác trong thang máy. Bang Ja Young và Kie Sung Suk đã nhờ Lee Hwa Sin giúp thay bóng đèn bị hỏng trong phòng. Đang phát sóng bản tin buổi sáng và giới thiệu lối sống nhà chung cư, một số nam nữ độc thân sẽ cùng nhau thuê nhà, vì vậy Lee Hwa Sin không đồng ý giúp nhóm Bang Ja Young thay bóng đèn. Phóng viên Ian ở một bên nói rằng anh ấy có thể giúp hai người thay bóng đèn. Vì phóng viên WU, người đồng dẫn chương trình tin tức với Hong Hye Won, phải nghỉ phép nên Lee Hwa Sin đã quay lại trường quay để đưa tin. Vào bữa trưa, Lee Hwa Sin mời Pio Nazi đi ăn tối với cô, nhưng Pio Nazi từ chối với lý do hẹn hò mù quáng. Khi phát sóng tin tức, Lee Hwa Sin đã hỏi Hong Hye Won về cuộc hẹn hò mù quáng của Pio Nazi. Hong Hye Won đã cố tình khiêu khích Lee Hwa Sin. Sau khi biết về cuộc hẹn hò mù quáng của Pio Nazi, Lee Hwa Sin đã lao ra khỏi phòng neo đậu, nhưng không ngờ lại đến, trở lại sau một thời gian. Giám đốc WU và phóng viên Ian đã rất tức giận và buộc tội Lee Hwa Sin đã rời đi trong buổi phát sóng tin tức. Lee Hwa Sin nói rằng anh ấy chỉ muốn đi vệ sinh. Trong khách sạn, Pio Nazi đang đợi buổi hẹn hò mù quáng của cô. Thật bất ngờ, Gâu Dung Quân xuất hiện trước mặt cô nói rằng cuộc hẹn hò mù quáng của cô đã rời đi vì sự thuyết phục của cô và một lần nữa tỏ tình trìu mến với Biona. Di, tôi thoát tim và vội vã rời đi. Sau khi trở về nhà, Pio Nazi nhìn Lee Hwa Sin đang nói chuyện với cô trên ban công đối diện. Tâm trí cô nhất thời là Lee Hwa Sin và Gâu Dung Quân. Cô rất suy sụp và phàn nàn tại sao Lee Hwa Sin lại đến lay cô. Nếu 4 năm trước, khi cô yêu anh nếu làm gì đó thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay. Phóng viên Ian đến giúp Kie Sung Suk và Bang Ja Young thay bóng đèn nhưng không những không sửa được mà cuối cùng cả hai đã gọi chú Lê đến sửa bóng đèn. Lee Hwa Sin lại đau ngực, đến bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết Lee Hwa Sin bị tích tụ dịch dưới da do không nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ, uống rượu, ăn thịt, đánh nhau và yêu cầu nhập viện. Ngay sau đó, bác sĩ đã nói với Pio Nazi về điều này. Bang Ja Young và Kie Sung Suk đến nhà Pio Nazi để mượn phòng tắm. Pio Nazi tình cờ đang làm bánh kim chi, ba người cùng nhau uống rượu và trò chuyện.
Pionazi nói rằng cô ấy sẽ không lừa dối họ và đã chấm dứt mối quan hệ với họ. Bang Jae-yang đề nghị Pionazi hẹn hò cùng lúc với hai người đàn ông để cô có thể làm quen với hai người trước khi quyết định hẹn hò với ai. Kie sung súc không đồng ý và tin rằng cô chỉ có thể hẹn hò với một người. Sáng sớm hôm sau, Pionazi nhìn thấy Lee Hwa Shin xách hành lý ra ngoài, hỏi tại sao lại đi. Lee Hwa Shin nói rằng anh ấy sẽ đi du lịch. Pionazi, người biết tình trạng của Lee Hwa Shin, đã đề nghị đi du lịch cùng Lee Hwa Shin, nhưng Lee Hwa Shin từ chối. Lee Hwa Shin đến khu bệnh viện, quay lại và nhìn thấy Pionazi trong bộ đồ bệnh viện. Anh ấy rất suy sụp vì không muốn Pionazi coi mình như một bệnh nhân vì anh ấy đồng cảm với anh ấy. Nhưng Pionazi nhất quyết đòi ở lại với Lee Hwa Shin. Gou Jung-won đến bếp của chú Jin-lee để dùng bữa và hỏi Jin-lee có phòng nào anh ấy muốn ở không. Gou Jung-won gọi điện cho Pionazi và yêu cầu cô gặp mặt. Pionazi trả lời rằng cô có việc phải làm. Gou Jung-won không biết rằng Pionazi đã đến nhà Lee Hwa Shin để giúp anh lấy nẹp ngực. Anh theo Pionazi đến bệnh viện và nhìn thấy Lee Hwa Shin đang nằm trên giường bệnh. Anh rất buồn khi biết mình bị truyền dịch, ung thư vú, dù sao thì Hwa Shin cũng là bạn thân của anh. Buổi tối, để chăm sóc Lee Hwa Shin, Gou Jung-won cũng ở lại bệnh viện. Pionazi để hai người ngủ trên giường bệnh, còn cô thì ngủ trên sàn nhà ở giữa. Nhớ lại tin tức phát sóng lúc sáng, share house đang trở nên phổ biến nên người ta đề xuất ba người có thể ở cùng nhau một tháng, để hai người phát hiện ra khuyết điểm của mình rồi ra đi không luyến tiếc. Sau đó, Pionazi đứng dậy, lần lượt hôn Lee Hwa Shin và Gou Jung-won, đồng thời cảnh báo họ rằng điều kiện để ba người họ sống cùng nhau là không được phép tiếp xúc thân thể với cô. Và nếu vậy, họ chỉ có thể làm quyết định của chính họ, điều đó vi phạm thỏa thuận. Người đó sẽ chuyển đi, Lee Hwa Shin và Gou Jung-won đồng ý và cả hai bắt đầu cạnh tranh. Ngày hôm sau, Lee Hwa Shin tỉnh dậy và thấy Pionazi đang ngủ cạnh giường mình. Trên giường của Gou Jung-won không có ai cả. Lee Hwa Shin đang đưa tay cắt tóc cho Pionazi, nhưng Gou Jung-won đột nhiên xuất hiện trước khi anh chạm vào. Cảnh báo Hwa Shin không được tiếp xúc thân thể. Gou Jung-won nói rằng ba người có thể sống cùng nhau tại nhà riêng của anh ấy. Anh ấy và Pionazi đi siêu thị mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Sau đó, Gou Jung-won đưa Pionazi đến công ty của anh ấy, đưa thẻ cho mẹ anh ấy và kiên quyết nói với cô ấy rằng anh ấy muốn sống với em họ của mình, Nazi kết hôn. Điều này khiến Pionazi mất cảnh giác. Sau khi đi ra ngoài, Gou Jung-won đưa thẻ của mình cho Pionazi mà không hề từ chối, yêu cầu Pionazi tùy ý quẹt thẻ rồi ném vào hộp giấy bên đường, nó vào hộp, nhặt thẻ. Đối tác của Pionazi, Angkor Park, luôn đối xử khinh thường với đàn em của mình. Anh ấy mặc quần thể thao để đưa tin với giọng điệu thân thiện rằng anh ấy không nên mặc nó như thế này. Cũng cười nhạo Pionazi là người làm hợp đồng, anh ta không đủ tư cách để tự trách mình. Cảnh tượng này đã bị Lee Hwa Shin, người đến giao tài liệu cho đạo diễn, nhìn thấy. Lee Hwa Shin và Gou Jung-won đều nhận được thiệp mời đám cưới từ bạn gái cũ Hong Seo-in cùng lúc, cả hai đều rất bối rối. Pionazi làm kim chi và bánh cho Jijeon, rồi đến nhà Gou Jung-won cùng với Gou Jung-won nói rằng Pionazi và anh ấy sẽ sống trong hai phòng trên tầng 2, còn Lee Hwa Shin sẽ sống trong phòng. Ở tầng 1, Lee Hwa Shin không hài lòng và hai người tranh cãi. Nhớ lại thời trung học, Gou Jung-won và Lee Hwa Shin cùng lúc yêu Hong Seo-in. Họ đặt kính và mũ bóng chày trước mặt Hong Seo-in, chọn chiếc mũ bóng chày của Gou Jung-won và đương nhiên ở lại với Gou Jung-won. Hwa Shin không hiểu rõ, phải rất lâu sau, Hwa Shin và Chính Nguyên mới nhận ra rằng Hồng Tú Anh đã đạp hai thuyền suốt một năm. Lần này, cả hai lặp lại thủ đoạn cũ là đặt mũ bóng chày và kính trước mặt Pionazi. Pionazi đã chọn chiếc mũ bóng chày và Gou Jung-won được lựa chọn sống cùng Pionazi trên tầng 2. Gou Jung-won hỏi Lee Hwa Shin rằng anh ấy đã nhận được lời mời từ Hong Seo-in chưa. Lee Hwa Shin, người đã nhận được lời mời, nói với Gou Jung-won rằng anh ấy sẽ đưa Pionazi đến dự đám cưới và yêu cầu Hong Seo-in trả lời cô ấy thích ai hơn trước mặt Pionazi. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy tin tưởng rằng Hong Seo-in sẽ thích bản thân mình hơn. Lee Hong đến nhà hàng Jin-lee để ăn sáng. Jin-lee đưa cho Lee Hong bản di chúc do cha Lee Hong để lại. Anh ấy nói rằng bây giờ anh ấy có thể đưa bức thư này cho Lee Hong nên chọn người sẽ nuôi dạy anh ấy, mặc dù anh ấy cảm thấy cả hai đều là mẹ. Đủ điều kiện, Kie sung súc đến phòng Lee Hong và mời cô đi xem phim cùng cô. Lee Hong sẵn sàng đồng ý, điều này khiến Kie sung súc rất vui mừng. Angkor Park một lần nữa gây khó dễ cho Pionazi. Vài phút trước khi bản tin bắt đầu, cô đã nhờ Pionazi đi lấy cà phê cho mình. Đã làm khó phóng viên Park, Lee Hwa Shin, người có mặt tại trường quay, đã đưa cà phê của mình cho phóng viên Park. Nhưng anh ấy rất không hài lòng với việc phóng viên Park đã làm khó Pionazi, chưa kể anh ấy còn biết phóng viên Park thường xuyên có những động thái với đàn em khi ăn một mình. Kie sung súc đến rạp chiếu phim và thấy người ngồi trên ghế không phải là Lee Hong mà là Jin-lee, cô rất buồn và ôm lấy cô. Đến tối, Lee Hwa Shin đến phòng Pionazi, ngồi trên giường, ôm Pionazi và bảo cô hãy cẩn thận với phóng viên Park. Anh ta cũng có hành động khêu gợi và muốn ngủ với Pionazi, nhưng Pionazi di đuổi cô ấy ra ngoài. Jin Jang Seo say rượu đến nhà Gou Jung-won và kể cho anh nghe về tình yêu của Pionazi dành cho Lee Hwa Shin. Ngày hôm sau, Lee Hwa Shin đưa Pionazi đến đám cưới của Hong Seo-in với lý do đi ăn. Lee Hwa Shin yêu cầu Hong Seo-in trả lời cô ấy thích ai hơn trước mặt Pionazi.
Ji rất nhiều và cố tình nói rằng anh ấy thích Go Jung-won hơn, đồng thời liệt kê ra rất nhiều khuyết điểm của Lee Hwa-sin, khiến Lee Hwa-sin suy sụp. Go Jung-won đã làm một bữa sáng thịnh soạn, vừa nhìn Pyo Na-ji ăn vừa cười nhạo Lee Hwa-sin vì đã đến dự đám cưới của bạn gái cũ. Jin Lee hỏi Lee Hong tại sao lại muốn đi xem phim với Kie Sung Suk. Lee Hong nói rằng anh sẽ nghe lời bố và sống với Bang Ja-yang, nhưng anh sợ mẹ anh cô đơn nên muốn chú Jin Lee để đi cùng anh ấy. Jin Lee rất vui khi thấy Lee Hong như thế này. Pyo Na-ji gọi điện cho Lee Hwa-sin và yêu cầu anh đừng đợi cô. Đội phát thanh buổi sáng của họ đang chuẩn bị ăn tối. Khi Lee Hwa-sin thấy Choi Jong-ji không đến bữa tiệc, anh ấy nghĩ rằng phóng viên Park chỉ làm một bữa tiệc. Đã hẹn với Pyo Na-ji và muốn ra tay nên anh ta lập tức lao tới. Khi đến kỹ thuật viên, anh ta đánh phóng viên Park trong nhà vệ sinh. Sau đó, anh ta vào phòng riêng của kỹ thuật viên và định đưa Na-ji đi chơi nhưng bị phát hiện. Thực sự có rất nhiều người đang tiệc tùng bên trong. Lee Hwa-sin nằm cạnh Pyo Na-ji. Pyo Na-ji say rượu yêu cầu được xem ngực của Lee Hwa-sin để xác nhận xem bệnh của anh có khỏi hay không. Cô cũng nói rằng nếu Lee Hwa-sin chết, cô sẽ không thể sống được nữa. Anh cảm động cúi đầu định hôn Pyo Na-ji nhưng đúng lúc anh định hôn cô thì Pyo Na-ji đã né đi. Pyo Na-ji cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải tuân theo quyết định trong một tháng và đợi cho đến khi chọn được một trong số họ. Lee Hwa-sin rất tức giận và quyết định bỏ cuộc. Anh ta kéo hành lý chuẩn bị rời đi, Pyo Na-ji đuổi theo và xin lỗi anh ta. Lúc này Jang Joan vội vàng quay lại, nhìn thấy Hua Xin đang kéo hành lý của mình. Anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ rời đi và nói rằng thật tuyệt vời, Hua Xin đã vào phòng kéo theo hành lý của mình. Sau đó, Pyo Na-ji lặng lẽ đến bên giường Lee Hwa-sin và nói với anh rằng cô vừa mới có nhịp tim. Bang Ja-yang đến trường quay và hỏi Kie Sung Suk liệu cô ấy đã xem phim với A Hong chưa. Kie Sung Suk trả lời là có. Mặc dù sự thật là Jin Lee đã xem phim với cô ấy nhưng Bang Ja-yang lại nghĩ rằng A Hong sẽ buông tay. Thành kiến của Kie Sung Suk đã sống với cô lập tức ngồi xổm trong phòng thu và bật khóc. Quen nhau một thời gian, Pyo Na-ji phát hiện ra nhiều ưu điểm của Jang Joan như chăm chỉ, thú vị và ân cần, trong khi Lee Hwa-sin thì ngược lại. Nhưng dù Jang Joan có nhiều lợi thế như vậy nhưng trái tim của Pyo Na-ji dường như lại nghiêng về Lee Hwa-sin hơn. Khi mẹ của Go Jung-won thấy con trai mình nhất quyết muốn ở bên Pyo Na-ji, bà đã yêu cầu con trai tìm hiểu ngày sinh của Pyo Na-ji. Pyo Na-ji có cảm hứng và đến gặp Lee Hwa-sin để hỏi ngày sinh và tử vi của anh ấy. Lúc này, Lee Hwa-sin đang đeo kính và đọc báo. Khi Pyo Na-ji nhìn thấy Lee Hwa-sin đeo kính, cô ấy khen anh ấy đẹp trai và hỏi Lee Hwa-sin sau này chỉ đeo kính trước mặt cô ấy. Bang Ja-yang đang uống rượu soju ở một quầy hàng cạnh đài truyền hình. Giám đốc WU và phóng viên Ian cũng đến đây hỏi hai người rằng nếu tất cả phụ nữ trên thế giới đều chết, hai người họ chỉ có thể lựa chọn giữa cô và cô. Bang Ja-yang, họ sẽ chọn ai? Cả hai đều chọn Kie Sung Suk. Điều này khiến Bang Ja-yang rất buồn và say. Nửa đêm, Jin Jang-siu say rượu lại đến nhà Go Jung-won và đánh thức Lee Hwa-sin đang ngủ ở tầng 1. Go Jung-won đón Jin Jang-siu say rượu và đưa cô về nhà. Lee Hwa-sin nhìn Pyo Na-ji đang trốn vào tường và hả hê, cho rằng cảnh tượng này chứng tỏ vấn đề tình cảm của Go Jung-won vẫn chưa được giải quyết. Khi Go Jung-won đưa Jin Jang-siu về nhà, Tiêu Na-li đến phòng khách, tưởng rằng sau mọi chuyện xảy ra tối nay, Tiêu Na-li sẽ thất vọng với Go Jung-won, nhưng không ngờ, Tiêu Na-li lại rất bối rối khi mắng anh. Anh ta buộc tội anh ta lấy nước và xách túi cho Jin Jang-siu. Rõ ràng là Jin Jang-siu đến gặp Go Jung-won, nhưng điều anh ta không biết là Pyo Na-ji đang buộc tội anh ta vì cô ấy quan tâm đến anh ta nhiều hơn. Jang Joan đã xin lỗi Pyo Na-ji khi anh về đến nhà, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Pyo Na-ji rất bình tĩnh và nói rằng làm như vậy cô sẽ bớt cảm thấy tội lỗi hơn. Có lẽ đối với Pyo Na-ji, không tức giận là vì cô đã làm vậy, không quan tâm. Sáng sớm hôm sau, Lee Hong gọi điện cho Biao Pyo Chi Jeon, WU Da Kyu, Jin Lee, Kie Sung Suk, Bang Ja-yang và những người khác và cho họ xem lá thư tuyệt mệnh của cha anh. Lee Hong nói rằng cô muốn nghe lời cha mình và quyết định sống với Bang Ja-yang trong sự vui mừng khôn xiết, trong khi Kie Sung Suk lại tuyệt vọng ra đi. Mẹ của Lee Hwa-sin rất hài lòng với An Ko Hong. Lần trước, bà biết được rằng An Ko Hong thích Lee Hwa-sin vì sự kiện cả đời của con trai bà. Bà đã đến đài truyền hình và gặp mẹ của Go Jung-won ở cửa thang máy, gặp Pyo Na-ji để dùng bữa. Mẹ của Lee Hwa-sin đến văn phòng và chỉ nhìn thấy Hong Hye-won ở trong nên đã nồng nhiệt mời Hong Hye-won đi ăn tối với họ. Lee Hwa-sin đã rất sốc khi anh đến văn phòng và nhìn thấy mẹ cô. Muốn gặp bạn gái nên đi ra ngoài, anh gọi điện cho Pyo Na-ji và mời cô đi ăn tối, nhưng Pyo Na-ji nói rằng cô có việc phải làm và không thể rời đi. Mẹ của Lee Hwa-sin vui vẻ đưa Hong Hye-won đi ăn cùng họ. Trong thang máy, Lee Hwa-sin nói với mẹ rằng người cô thích không phải là Hong Hye-won. Cảnh tượng đó cũng khiến mẹ Lee rất xấu hổ đối với Lee Hwa-sin. Lee Hwa-sin đưa mẹ đến một nhà hàng gần đó để ăn tối, nhưng không ngờ nhìn thấy Pyo Na-ji, mẹ của Go Jung-won và mẹ của Go Jung-won đang ăn cùng nhau. Mẹ Pyo Na-ji nhìn thấy Lee Hwa-sin và nghĩ rằng anh vừa gọi điện cho cô và mời cô đi ăn tối với anh, và cô ngay lập tức hiểu ra lý do. Lee Hwa-sin lúc này cũng đang bực bội, tuy rằng sau khi về nhà Pyo Na-ji đã đợi anh giải thích nhưng Lee Hwa-sin lại không nghe gì mà xách hành lý rời đi. Lee Hwa-sin kéo hành lý đến phòng nghỉ của nhân viên công ty, đột nhiên nhận được điện thoại của giám đốc yêu cầu anh đến văn phòng của mình và phát hiện Hong Hye-won cũng ở đó.
Hong Hye-won luôn kiêu ngạo hỏi Lee Hwa-sin tại sao lại đối xử với cô như vậy trước mặt mẹ mình, tự miêu tả mình là một kẻ ngốc phải chịu đựng tình yêu đơn phương. Lee Hwa-sin bình tĩnh hỏi liệu có phải vậy không để nói với Lee Hwa-sin, nhưng Hong Hye-won từ chối. Pyeon-ji ngay lập tức buộc tội Lee Hwa-sin là người đàn ông không đáng tin cậy. Anh ta đã hôn một đồng nghiệp khác chỉ một giờ sau khi kết thúc với cô ấy và yêu cầu Lee Hwa-sin tháo kính ra vì Lee Hwa-sin hứa sẽ không đeo kính trước mặt những người phụ nữ khác. Lee Hwa-sin lắng nghe những lời phàn nàn của Pyeon-ji và ngay lập tức hiểu rằng thực ra Pyeon-ji thích anh. Anh nắm tay Pyeon-ji lên sân thượng và giải thích với Pyeon-ji rằng anh và Hong Hye-won chỉ là đồng nghiệp. Còn Pyeon-ji vẫn luôn không thể buông bỏ nụ hôn giữa Lee Hwa-sin và Hong Hye-won, anh cứ nói chuyện với một bên. Đột nhiên, Lee Hwa-sin hỏi Pyeon-ji liệu cô có ghen tị không, nhưng cô từ chối thừa nhận. Vẻ mặt và hành vi của cô đã phản bội cô, Lee Hwa-sin xác nhận rằng cô ghen tị, Na-ji thích cô và ngay lập tức nhảy múa vui vẻ trên sân thượng. Lee Hwa-sin, người kiêu ngạo, ngay lập tức trở nên kiêu ngạo và rời đi sau khi nhìn thấy tin nhắn của giám đốc WU. Đạo diễn WU nói với Lee Hwa-sin và Hong Hye-won rằng bản tin truyền hình trực tiếp về cuộc bầu cử thị trưởng Seoul sẽ được giao cho họ và họ nên cố gắng đưa chương trình này trở thành chương trình xếp hạng đầu tiên bằng mọi giá. Sau khi nói chuyện với giám đốc, Lee Hwa-sin vừa bấm số của Pyeon-ji, trước khi có người bắt máy, anh đã bị giám đốc mang theo bánh sinh nhật gọi lên sân thượng. Hóa ra hôm nay là sinh nhật của Kye Sung-suk, năm người có mặt đều ước mong rằng Pyeon-ji đừng quay lại nhà Go Jung-won. Lúc này, Pyeon-ji gặp Hong Hye-won trong thang máy. Hong Hye-won cố tình nói với cô rằng cô và Lee Hwa-sin có mối quan hệ tốt và đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau. Pyeon-ji quay trở lại nhà Jeng Doan, thu dọn đồ đạc và ngồi lên xe rời đi. Pyeon-ji bước vào và bày tỏ tình cảm của mình với Jeng Doan rằng cô ấy thích Lee Hwa-sin và cô ấy sẽ ghen tị vì anh và Hong Hye-won, ghen tức là thích họ. Pyeon-ji lái xe rời đi, nhưng Jeng Doan đuổi cô ra ngoài và nói với Pyeon-ji rằng tất cả những người bạn gái mà Hwa-sin hẹn hò đều chưa đầy 3 tháng tuổi. Pyeon-ji liên tục nói xin lỗi anh và rời đi trong nước mắt. Go Jung-won trở về phòng và gửi tin nhắn cho Lee Hwa-sin để tuyên chiến. Anh ta nói với Lee Hwa-sin rằng anh họ Na-li đã chuyển đi, nhưng anh ta sẽ đuổi theo cô. Trên đài truyền hình, Pyeon-ji luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Lee Hwa-sin. Nhưng Lee Hwa-sin lại đối xử với Pyeon-ji bằng thái độ thờ ơ. Điều này khiến Pyeon-ji bối rối và có chút sợ hãi giữa Lee Hwa-sin và Hong Huy Viễn. Lee Hwa-sin lặng lẽ đến nhà Go Jung-won và trịnh trọng xin lỗi Go Jung-won. Go Jung-won hàng ngày đến thăm Pyeon-ji ở tầng. Pyeon-ji thường xuyên gửi tin nhắn cho Lee Hwa-sin. Nhưng Lee Hwa-sin không trả lời vì Lee Hwa-sin cảm thấy có lỗi với người bạn tốt của mình nên anh không muốn ở bên cô ngay sau khi Pyeon-ji chia tay Go Jung-won. Khi Pyeon-ji đứng trên ban công và chuẩn bị đập một hòn đá nhỏ vào cửa sổ nhà Lee Hwa-sin, mẹ của Lee Hwa-sin đột nhiên bước ra, hỏi Pyeon-ji khi nào cô sẽ kết hôn với Go Jung-won và rất xấu hổ, giải thích rằng nó không giống như vậy. Cha của Hong Hye-won là giám đốc tuyên truyền của Nhà Xanh và có liên quan mật thiết đến cuộc bầu cử thị trưởng. Vì vậy, nhà đài đã quyết định Hong Hye-won không nên tham gia chương trình truyền hình trực tiếp về cuộc bầu cử thị trưởng này. Khi biết tin này, vì anh và Hong Hye-won đã sẵn sàng nhưng đạo diễn nói rằng đây là quyết định không thể thay đổi và yêu cầu anh lựa chọn giữa Pyeon-ji hoặc phóng viên Park. Pyeon-ji và Lee Hwa-sin bắt đầu hợp tác để phát tin tức. Lee Hwa-sin rất ngạc nhiên trước sự chuyên nghiệp và sức mạnh của Pyeon-ji. Hong Hye-won rất bực bội và mời Lee Hwa-sin uống rượu soju ở một quán gần đài truyền hình. Pyeon-ji lén lút ngồi sau lưng hai người và nghe Lee Hwa-sin an ủi Hong Hye-won, anh có chút thất vọng. Huy Doan hỏi Lee Hwa-sin rằng anh ấy đã đối xử với cô ấy như thế nào sau khi họ hôn cô ấy, không có gì khác biệt. Pyeon-ji thậm chí không có can đảm để nghe câu trả lời của Lee Hwa-sin, vì vậy cô ấy đứng dậy và bỏ đi. Không, anh vẫn là đồng nghiệp của cô như trước. Pyeon-ji say rượu đến phòng trực nơi Lee Hwa-sin đang nghỉ ngơi, cô lấy hết can đảm để thú nhận với anh rằng cô muốn hẹn hò với anh. Lee Hwa-sin nói với cô rằng lý do gần đây anh lạnh nhạt với cô là vì Jeng Doan. Và cô ấy không muốn ở bên Jeng Doan khi cô ấy vừa mới chia tay, cô ấy vẫn còn cảm thấy tội lỗi, cô ấy muốn anh ấy ở bên cô ấy. Điều đó sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi hơn. Cô lập tức nhẹ nhõm khi nghe lời giải thích này. Cô hiểu rằng Lee Hwa-sin không còn thích cô nữa. Ngồi trên giường khóc lớn, Lee Hwa-sin đến gần và hỏi cô có muốn hẹn hò với anh không. Lee Hwa-sin lo lắng Pyeon-ji sẽ cảm thấy khó chịu khi uống rượu khi bụng đói nên đã nấu ăn cho Pyeon-ji. Tuy nhiên, anh ấy đều hỏi ý kiến của Pyeon-ji ở mỗi bước, bao gồm cả việc có nên chia mì hay không. Thêm bao nhiêu gia vị vào, Pyeon-ji cười nhạo anh vì không biết nấu mì. Trong khi ăn mì, Lee Hwa-sin giải thích rằng sau này anh sẽ ăn mì gói. Với Pyeon-ji hơn 1.000 lần nên anh cần biết sở thích của cô. Pyeon-ji cảm thấy rất xúc động và hỏi đùa Lee Hwa-sin có phải anh đang cầu hôn không, vì theo đó, theo tần suất ăn mì gói mỗi ngày một lần, phải mất 10 năm mới ăn được 1.000 lần. Anh ấy cũng cười nói rằng không phải vậy, hơn ngàn lần như điên. Khi trở lại phòng trực, cả hai đều không muốn rời đi. Lee Hwa-sin đề nghị không ngủ chơi cùng nhau một đêm, thậm chí còn có hành động nịnh nọt với Pyeon-ji, nhưng Pyeon-ji vẫn đuổi cô trở lại giường. Đêm khuya, Pyeon-ji vẫn đang chuẩn bị trong trường quay. Cô tập đi tập lại và ngay cả khi nhắm mắt lại, cô vẫn có thể chỉ ra chính xác vị trí của các khu vực khác nhau trên màn hình. Bang Ja-young nhìn thấy cảnh này và mỉm cười vui vẻ.
Trong văn phòng giám đốc, phóng viên Ian và Lee Hwa Sin đang xem tin tức và được biết cha của Hong Hye-won đã từ chức Nhà Xanh do quyết định của chủ tịch và những người khác. Điều này khiến giám đốc cảm thấy có lỗi với Hong Hye-won, nhưng Lee Hwa Sin ở một bên nói với đạo diễn Na-ji cũng ở đó. Câu nói này khiến đạo diễn và phóng viên Ian nhìn nhau. Mọi người đang rất phấn chấn trong những sự kiện vui vẻ. Trong thang máy, khi gặp Ki-e-sung Suk, người luôn nghiêm túc, Lee Hwa Sin cũng khen ngợi Ki-e-sung Suk một cách ngọt ngào. Trong trường quay, Lee Hwa Sin đã hướng dẫn cẩn thận cho Pyo Na-ji và dạy cô cách xử lý các tình huống khẩn cấp khác nhau. Sự chuyên nghiệp của Pyo Na-ji khiến Lee Hwa Sin luôn nghiêm khắc gật đầu đồng ý, ngay cả khi nhắm mắt lại vị trí của từng khu vực bầu cử. Không có phụ đề, Pyo Na-ji đưa ra lời giải thích khẩn cấp, nhưng Lee Hwa Sin cho rằng lời giải thích đó chưa đủ thú vị. Hong Hye-won bước tới và đưa ra lời giải thích chuẩn mực, sau đó đưa hai tách cà phê trên tay cho cô. Lee Hwa Sin và Pyo Na-ji đã động viên Pyo Na-ji làm việc chăm chỉ. Go Jung-won đến nhà Pyo Na-ji để đưa cho Pyo Na-ji bộ quần áo cô mặc khi còn là người dẫn chương trình. Pyo Na-ji không muốn nhận vì không muốn nợ Jang Joan quá nhiều, nhưng Jang Joan đã an ủi và thuyết phục cô không nên quan tâm, cô không thể từ chối nên Pyo Na-ji đã nhận quần áo. Trước khi chương trình trực tiếp về cuộc bầu cử thị trường bắt đầu, Bang Ja-young đã đến phòng thay đồ để an ủi Pyo Na-ji đừng lo lắng và cũng đưa ra một số biện pháp phòng ngừa. Lee Hwa Sin thấy Pyo Na-ji ngồi cạnh mình rất lo lắng nên đã cố gắng giúp Pyo Na-ji xoa dịu tâm trạng của cô bằng những biểu cảm và lời nhắn hài hước. Anh nói với Pyo Na-ji rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh cô, nên không cần phải lo lắng. Anh cũng nói với Pyo Na-ji rằng anh yêu cô. Tuy nhiên, trong suốt chương trình, CG chịu trách nhiệm trình chiếu trên màn hình lớn liên tục mắc lỗi, bao gồm sai phụ đề và sai bản đồ khu vực. Suy cho cùng, Pyo Na-ji có kinh nghiệm phát sóng trực tiếp hạn chế và mắc lỗi do thiếu phản ứng. Giờ nghỉ giải lao, tâm trạng của cô rất thấp. Khi Pyo Na-ji vào nhà vệ sinh để luyện tập, Lee Hwa Sin lo lắng cho Pyo Na-ji và lao vào nhà vệ sinh, động viên cô hãy quên đi lỗi lầm ở bộ phim trước và bắt đầu lại. Kết thúc, nhưng Pyo Na-ji đã bối rối, Lee Hwa Sin lo lắng Pyo Na-ji sẽ không bao giờ quên những sai lầm của mình trong phần đầu tiên. Điều này sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn của cô và mắc phải những sai lầm lớn hơn, vì vậy anh đã hỏi cô liệu cô có thể tham gia phần thứ hai hay không. Pyo Na-ji buồn bã không nói nên lời, Lee Hwa Sin đề nghị cô về nhà nghỉ ngơi và yêu cầu cô về nhà đợi anh. Trong tập phát sóng phần 2, Hong Hye-won thay thế Pyo Na-ji. Trước khi phát sóng, Lee Hwa Sin tức giận ở hậu trường, yêu cầu họ hãy vui lên, chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình và không phải lúc nào cũng liên lụy đến người dẫn chương trình. Khi Bang Ja-young nhìn thấy Hong Hye-won đến trường quay, cô ấy cũng cảm thấy có lỗi với Pyo Na-ji. Cô ấy biết rõ Pyo Na-ji đã bỏ ra bao nhiêu công sức và cô ấy đã tìm kiếm Pyo Na-ji tốt như thế nào. Khắp nơi trong studio nhưng không thể tìm thấy cô ấy. Lúc này, Pyo Na-ji đang ngồi trên bãi cỏ trước công ty, nhìn vào màn hình LED của công ty, nhìn sự hợp tác ngầm giữa Hong Hui-won và Pyo Na-ji, rồi rời đi trong nước mắt. Go Jung-won, người nhìn thấy vụ tai nạn trên chương trình truyền hình, ngay lập tức chạy đến đài truyền hình khi nhìn thấy Pyo Na-ji thất vọng rời đi, anh đã chọn cách lặng lẽ đi theo Pyo Na-ji. Sau khi chương trình kết thúc, Ki-e-sung Suk chế nhạo Lee Hwa Sin vẫn lạnh lùng và vô tâm như trước, chỉ tập trung vào công việc mà không quan tâm đến cảm xúc của người thân và lo lắng lái xe về nhà khi phát hiện ra Pyo Na-ji không có ở nhà, anh vội vàng xuống lầu tìm cô. Ở tầng dưới trong nhà cô, Pyo Na-ji phát hiện ra rằng Go Jung-won đã theo dõi cô, Lee Hwa Sin, người ra ngoài tìm cô, cũng nhìn thấy Pyo Na-ji đi về nhà mà không nói một lời. Go Jung-won ngăn Lee Hwa Sin lại và hỏi liệu anh có thay thế Pyo Na-ji hay không. Lee Hwa Sin nói rằng anh không hiểu tình hình lúc đó và trách nhiệm của buổi phát sóng trực tiếp kéo dài một giờ quan trọng như thế nào. Chỉ bằng cách cho Pyo Na-ji biết trách nhiệm của cô mới có thể. Cô ấy vượt qua nỗi sợ hãi của mình, nó sẽ có lợi cho tương lai của cô ấy. Go Jung-won tin rằng Lee Hwa Sin đang đối xử với Pyo Na-ji giống như cách anh ta đối xử với anh trai mình trước đây, với sự tàn nhẫn như nhau. Lee Hwa Sin rất buồn, anh nói với Go Jung-won, giống như anh yêu anh trai mình, vì vậy anh hy vọng rằng anh có thể đi theo con đường đúng đắn, vì vậy anh muốn cô lớn lên và không hiểu. Anh không quan tâm đến những điều này, nhưng anh nghĩ rằng ít nhất anh là Go Jung-won, người bạn thân nhất của anh, sẽ hiểu. Lee Hwa Sin luôn lo lắng, nhưng Pyo Na-ji không hề mất bình tĩnh hay la mắng Lee Hwa Sin, điều này khiến Lee Hwa Sin rất bất an. Anh kéo Pyo Na-ji đến cầu thang và yêu cầu Pyo Na-ji mắng anh, nhưng Pyo Na-ji không sẵn lòng. Cảm thấy mình có những khuyết điểm trong công việc và cô ấy hiểu được những nỗ lực chăm chỉ của Lee Hwa Sin. Lee Hwa Sin liên tục chỉ ra những khuyết điểm của Pyo Na-ji với tư cách là người dẫn chương trình. Na-ji không khỏi tức giận, nói rằng cô không muốn cãi nhau, nhưng theo Hwa Sin, anh nên nghi ngờ sức mạnh của chính cô. Nói xong, Pyo Na-ji quay lưng về phía Lee Hwa Sin. Lee Hwa Sin đã nói ra điều mà anh vẫn luôn muốn nói. Anh cầu hôn Na-ji và nói với Na-ji rằng anh muốn ở bên cô và nấu mì ăn liền cho cô gấp ngàn lần như bây giờ. Na-ji sửng sốt không trả lời. Lee Hwa Sin rất lo lắng, hỏi Na-ji có kim chi không. Na-ji hỏi cô có thể lựa chọn giữa cầu hôn và kim chi không. Lee Hwa Sin ậm ừ và Na-ji lấy nó từ tủ bên cạnh, ra khỏi nước dưa chua. Sau đó, Lee Hwa Sin trở về nhà, đứng trên ban công và nhìn Pyo Na-ji đang đánh răng ở ban công đối diện. Cô ngần ngại nói, vào nhà. Buổi tối, hai người trằn trọc trên giường không ngủ được. Na-li tưởng rằng Lee Hwa Sin đột nhiên cầu hôn là vì hắn sợ nàng tức giận, coi như một sự từ chối đề nghị của ông.
Ngày hôm sau, khi Lee Hwa Sin đang đi trong thang máy, trong đầu anh vẫn tràn ngập phản ứng của Na-ji ngày hôm qua. Đột nhiên, cửa thang máy mở ra, Biao Na-ji mặc váy cưới xuất hiện trước mặt Lee Hwa Sin. Na-ji bị sốc giải thích rằng tất cả người dẫn chương trình đều phải chụp affix quảng cáo. Lee Hwa Sin hơi thất vọng và khẳng định rằng anh thậm chí không muốn biết cô sẽ làm gì. Biao Na-ji hỏi lại có phải anh và Hong Hye-won chỉ hôn nhau một lần. Khiến Lee Hwa Sin không biết phải giải thích thế nào khi hai người đang cãi nhau thì cửa thang máy mở ra, Bang Ja-young dẫn đầu một nhóm mỏ neo, tất cả đều mặc đồ, váy cưới, ở cửa thang máy. Lee Hwa Sin đang ngồi trước trường quay, Kie sung súc đến lấy đồ và buộc tội Lee Hwa Sin thay thế Biao Na-ji trong buổi phát sóng trực tiếp. Đến cửa đài truyền hình, Biao Na-ji nhìn thấy Lee Hwa Sin đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền quay người kéo cánh tay Lee Hwa Sin đi cùng anh đến bệnh viện. Biao Na-ji đang mặc áo choàng bệnh viện và Lee Hwa Sin ở bên cạnh cô. Điều này đã được Biao Na-ji và bác sĩ đồng ý để tránh việc Lee Hwa Sin bị các bệnh nhân nữ chỉ trích. Biao Na-ji được yêu cầu đóng giả bệnh nhân và Lee Hwa Sin là người nhà đi cùng cô. Bác sĩ chúc mừng Lee Hwa Sin vì đây là đợt hóa trị cuối cùng. Biao Na-ji đang đợi bên ngoài, nhìn Lee Hwa Sin bước ra khỏi hóa trị với vẻ mặt thoải mái. Lee Hwa Sin đau khổ lau nước mắt cho Biao Na-ji để làm cô vui, anh đứng dậy nhảy múa. Lee Hong đã lừa gạt chú Lee Hwa Sin 10 triệu nhân dân tệ. Cô biết điều này là sai nên đã lấy hết can đảm đến gặp hai bà mẹ với số tiền 10 triệu nhân dân tệ và thú nhận hành vi của mình với hai bà mẹ và chú Jin Lee. Biết chuyện, anh ta rất tức giận, trừng phạt Biao Chi-jeon rất lâu và bắt Lee Hong phải chống đỡ bằng ván và khóc và nói rằng anh ta đã sai. Kie sung súc đã gọi điện đến văn phòng công an và hỏi thăm xem có phóng viên nào từng gặp phải vụ lừa đảo qua điện thoại hay không. Sau khi nhận được câu trả lời tiêu cực, Jin Lee tạm thời đề nghị nói cho Lee Hwa Sin biết sự thật, nhưng Kie sung súc và Bang Ja-young đồng loạt phủ nhận. Bởi vì họ sợ Lee Hwa Sin sẽ coi Lee Hong như anh trai mình. Nhưng cuối cùng cả ba quyết định lặng lẽ cất tiền vào phòng Lee Hwa Sin. Biao Na-ji đi xuống cầu thang đến cộng đồng và gặp Go Jung-won, người đang đợi ở đây. Biao Na-ji nói rõ rằng cô muốn Go Jung-won từ bỏ vì cô sẽ đồng ý khi Lee Hwa Sin cầu hôn lần nữa. Hwa Sin là một chàng trai ích kỷ và lười biếng. Lee Hwa Sin, người đã nghỉ làm, cũng đến đây vào lúc này. Anh ấy nói với Go Jung-won rằng mọi người sẽ thay đổi và bây giờ anh ấy cũng muốn có một người vợ và một gia đình. Biao Na-ri tình nguyện báo cáo về khói bụi sau khi hít phải quá nhiều khói bụi. Cô cảm thấy rất khó chịu và bơ phờ về nhà trước cửa hàng tiện lợi. Cô gặp Lee Hwa Sin và A-fan đang ngồi trên giường đợi cô. Khi hai người đang cãi nhau thì trời có tuyết. Lee Hwa Sin hào hứng nói rằng đây là trận tuyết đầu tiên. Biao Na-ji ám chỉ rằng nếu lúc này Lee Hwa Sin có thể làm điều gì đó nghiêm túc, Lee Hwa Sin cố tình giả vờ ngu ngốc, lấy bụng lợn ra và mời Biao Na-ji về nhà nướng và ăn. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Biao Na-ji, Lee Hwa Sin bảo cô đợi một lát, anh bước sang một bên nhéo hai người tuyết nhỏ, sau đó mang về cầu hôn Na-li. Anh muốn anh và Na-li cũng được hạnh phúc như hai người tuyết nhỏ này. Nếu họ sống cùng nhau, họ có thể có ít nhất hai đứa con, Na-ji đột nhiên cười lớn. Cô cũng đưa ra hai người tuyết nhỏ hơn và mỉm cười hỏi Hwa Sin xem khuôn mặt của họ có tràn ngập nụ cười không. Kie sung súc đang quan sát tình hình ở tầng dưới, Jin Lee và Bang Ja-young lặng lẽ lẻn vào nhà Hwa Sin và giấu tiền trong tủ trước khi rời đi. Kie sung súc đã gọi điện cho họ và báo rằng Lee Hwa Sin đã trở lại, trốn trong tủ và ở đó suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, khi Lee Hwa Sin đi làm, cả hai vội vàng rời đi. Hai người đi xuống cầu thang và Jin Lee hôn Bang Ja-young rất ngạc nhiên vì Jin Lee ban đầu rất phản đối kiểu tiếp xúc này. Cô ấy bối rối hỏi Jin Lee và Jin Lee nói với anh ấy, hãy yêu nhau đi. Lee Hwa Sin đến bệnh viện để lấy kết quả khám sức khỏe lần cuối. Anh chán nản bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ, như thể đang vướng vào nỗi tuyệt vọng tột độ. Vốn dĩ hôm nay Lee Hwa Sin đã hẹn với mẹ mình và muốn Biao Na-ji gặp mẹ cô ấy đã đợi sẵn trong phòng khách sạn. Lee Hwa Sin đang đợi mẹ ở bên ngoài khách sạn. Anh kìm nén nỗi buồn và nói với mình, mẹ rằng anh ấy không muốn mẹ đến. Bây giờ tôi đang gặp bạn gái vì tôi chưa gặp bố mẹ cô ấy. Nếu tôi vội vàng đi gặp bạn gái, mẹ sẽ nghĩ rằng tôi thích cô ấy hơn. Mẹ của Lee Hwa Sin mắng anh và nói với anh rằng việc con trai thích con gái hơn là điều bình thường. Tuy nhiên, Lee Hwa Sin vẫn bướng bỉnh nói với mẹ rằng thời cơ vẫn chưa đến và thuyết phục bà về nhà. Sau đó, anh bước vào nhưng không đủ can đảm bước vào phòng, anh lặng lẽ giúp Na-li đặt giày ở cửa rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Đến khi ra ngoài anh mới gọi điện cho Na-li và nói với cô rằng anh đã quên đợi. Đối với anh hôm nay còn có buổi phát sóng trực tiếp, Na-ji ân cần nói không sao. Lee Hwa Sin hẹn Choi Jong-ji đi uống rượu soju ở một quán ven đường. Lee Hwa Sin say rượu đã trực tiếp đến nhà Biao Na-li và nằm trên giường của Biao Na-li, giả vờ thờ ơ và nói với Biao Na-li rằng anh sẽ đi xem bói. Hôm nay nói cho hai người biết, thầy bói nói có thể không có con. Sai rồi, nhưng Lee Hwa Sin từ chị họ Na-li biết được rằng cô ấy rất mong muốn có một đứa con và anh ấy lo lắng rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cho chị họ Na-li. Trong bản tin sáng ngày hôm sau, Na-ju-si bị viêm ruột thừa, đạo diễn Biao Na-ji cũng rất hoảng sợ cho rằng phải phát sóng dự báo thời tiết vì vừa đưa ra cảnh báo gió mạnh, thời tiết lại như vậy. Bây giờ trời nắng khiến nhiều người không biết sau này sẽ có mưa to. Choi Jong-ji rất lo lắng và yêu cầu Na-li chạy đến bản thông báo ở đầu kia trường quay sau khi kết thúc buổi phát sóng thời tiết. Sau khi dự báo thời tiết, Biao Na-ji vội vã đến đài phát sóng. Angkor Park cố tình nói lời tạm biệt với khán giả trước nhưng lúc này Biao Na-ji chỉ còn cách vị trí của mình một bước.
Khi kết thúc bản tin, trên sân khấu chỉ còn lại một người là Choi Jong-ji và đạo diễn rất lo lắng vì đây hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn trên sóng truyền hình. Cho rằng Lee Hwa-shin nên quỳ xuống xin lỗi anh ấy, nếu không thì cả đài truyền hình sẽ biết Pyo Na-ji đang mắc bệnh ung thư vú. Pyo Na-ji đã nói rõ ràng với Angkor Park rằng điều đó là không thể. Ba người họ trở thành hổ, việc Pyo Na-ji mắc bệnh ung thư vú là do người dẫn chương trình Park cố tình lan truyền và mọi người trong toàn bộ đài truyền hình đều biết về điều đó. Lee Hwa-shin đến khoa tiết niệu sau khi kiểm tra cẩn thận, kết quả cho thấy anh thực sự khó có thai vì anh đã bị nhiễm phóng xạ trong quá trình hóa trị ung thư vú. Bác sĩ Jang Cheng-hao luôn ở bên an ủi anh. Lee Hwa-shin và giám đốc gặp nhau trong thang máy, giám đốc than thở rằng Pyo Na-ji thật đáng thương vì cô chưa được chuyển sang làm nhân viên chính thức và đang bị ung thư vú, đã chịu đựng tất cả những điều này vì anh ấy. Lee Hwa-shin chạy đến trường quay, kéo Pyo Na-ji đến cầu thang và hỏi Pyo Na-ji tại sao cô không nói cho anh biết về vụ việc. Pyo Na-ji cũng an ủi anh rằng điều đó không quan trọng và bảo anh đừng làm gì cả. Tuy nhiên, Lee Hwa-shin chưa bao giờ là người để người thân giúp mình chịu đựng nỗi đau. Anh đến bệnh viện để làm báo cáo tiếp theo về chủ đề ung thư vú, chuẩn bị thú nhận danh tính của mình với đài truyền hình. Trước khi bản tin 7 giờ bắt đầu, Lee Hwa-shin đã gọi điện cho mẹ và nhờ bà nấu súp cá cho anh. Thực ra, Lee Hwa-shin không muốn mẹ mình nhìn thấy cảnh này. Pyo Na-ji, người đang ở đài truyền hình ở tầng dưới, nhìn thấy Lee Hwa-shin nói về bệnh nhân ung thư vú trên màn hình, cô ấy dường như đã đoán trước được điều gì đó. Pyo Na-ji tuyệt vọng chạy đến trường quay, đứng bên dưới, lắc đầu. Lee Hwa-shin đồng thời ra hiệu cho anh không được nói. Tuy nhiên, sau khi Lee Hwa-shin nói xong chủ đề ung thư vú, anh đối mặt với ống kính và dũng cảm thừa nhận mình là bệnh nhân ung thư vú và cảm ơn bạn gái đã dành thời gian này cho anh. Na-ji ở trường quay bật khóc. Sau khi bản tin được phát sóng, Lee Hwa-shin đi về phía Pyo Na-ji đang khóc trên khán đài và ôm cô ấy khóc. Và phàn nàn về việc tại sao Lee Hwa-shin không nghe lời anh ấy và nói với cô ấy rằng người dẫn chương trình nên kể, sự thật là anh lau mặt cho cô. Những giọt nước mắt trên mặt Na-ji khiến cô về nhà trước, sau đó một mình bước ra khỏi đài truyền hình. Dù có người chỉ trích nhưng Lee Hwa-shin vẫn bước đi một cách kỳ lạ và kiên quyết như vậy. Lee Hwa-shin lái xe rời khỏi đài truyền hình, mẹ anh và Go Jung-won xem tin tức. Mẹ anh gọi điện cho anh và yêu cầu anh hãy giữ chặt cô gái đã cùng anh đi khám bác sĩ và cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn và không bao giờ buông tay. Go Jung-won lái xe đến đài truyền hình và nhìn thấy xe của Lee Hwa-shin ở ngã tư thay vì về nhà mà đi theo xe của Lee Hwa-shin. Sau đêm đó, không ai có thể liên lạc được với Lee Hwa-shin, cũng không ai biết anh ta ở đâu. Giám đốc nhìn thấy đơn từ chức của Lee Hwa-shin trên bàn trong văn phòng của ông. Pyo Na-ji rất lo lắng và đến phòng khám để hỏi. Bác sĩ biết suy nghĩ của Hwa-shin và không nói sự thật cho Pyo Na-ji cũng đến gặp Go Jung-won vì cô ấy biết Go Jung-won là bạn thân của Lee Hwa-shin. Một tuần sau, Pyo Na-ji và Park đang phát sóng bản tin buổi sáng Lee Hwa-shin đột nhiên đến trường quay. Người đang phát sóng tin tức chỉ có thể kìm nén sự phấn khích bên trong và nhìn đạo diễn và phóng viên Ian kéo. Lee Hwa-shin vào văn phòng, đạo diễn yêu cầu Lee Hwa-shin phát tin này càng sớm càng tốt, nhưng Lee Hwa-shin không sẵn lòng. Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn xuất hiện trên TV trong thời gian ngắn. Trong thang máy, Lee Hwa-shin gặp Kye Sung-suk. Kye Sung-suk nói với anh rằng trong tuần anh rời đi, nhiều khán giả liên tục gọi điện hỏi Lee Hwa-shin đang ở đâu. Họ quan tâm đến Lee Hwa-shin không phải vì thương hại và cảm thông mà vì họ tin tưởng anh. Phóng viên Lee Hwa-shin muốn xem tin tức anh đưa tin đã vô cùng xúc động. Lee Hwa-shin đến trường quay, anh đã chuẩn bị đầy đủ và muốn nói lời chia tay với Pyo Na-ji, nhưng khi lời nói đó ra khỏi miệng, anh lại nói, chúng tôi không muốn chia tay. Pyo Na-ji rủ Lee Hwa-shin đi ăn tối cùng nhau một ly rượu soju và lấy hết can đảm để nói chia tay. Pyo Na-ji hỏi tại sao, có phải vì vô sinh không? Cô không quan tâm đến điều đó vì cô quan tâm đến bản thân mình hơn là yêu con. Lee Hwa-shin nghe vậy choáng váng. Anh hỏi Pyo Na-ji liệu cô có biết mình bị vô sinh từ lâu không, giải thích rằng cô đang đợi anh sẵn sàng nói cho cô biết nên bây giờ cô giả vờ như không biết. Cô kiên quyết nói với Lee Hwa-shin không quan tâm, nhưng Lee Hwa-shin nói rằng đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng cách không quan tâm. Anh có thể có niềm tin để yêu cô đến hết cuộc đời, nhưng hiện tại anh không biết. Nếu anh có thể làm cho cô hạnh phúc đến hết cuộc đời thì anh đứng dậy bỏ đi. Pyo Na-ji có cảm xúc lẫn lộn, cô trực tiếp đến nhà Lee Hwa-shin, gõ cửa và nắm cổ áo Lee Hwa-shin ra ngoài nói với Lee Hwa-shin rằng đây không phải là vô sinh 100%, chỉ là khó thụ thai và họ có thể cố gắng làm việc để tạo ra con người. Nhưng lúc này, Lee Hwa-shin tin chắc rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cho Pyo Na-ji và không ngừng nhắc đến việc chia tay. Pyo Na-ji tức giận bỏ đi, cố tình nằm trên ban công nhà Lee Hwa-shin, Lee Hwa-shin lo lắng đi theo cô. Yêu cầu Pyo Na-ji về nhà ngủ từ chối và giận dữ nói rằng cô sắp chết cóng và Lee Hwa-shin. Không sao cả, khi hai người đang tranh cãi, Pyo Chi-jeon bước ra ban công nhà mình và ngạc nhiên khi thấy chị gái mình là Pyo Na-ji nhanh chóng ngồi dậy khi nghe thấy giọng nói của anh trai mình. Phóng viên Ian phải nghỉ phép vì mẹ cô bị bệnh nặng, người duy nhất có thể đưa tin lúc 9 giờ là Lee Hwa-shin. Người hợp tác với phóng viên Ian luôn coi Lee Hwa-shin như một đứa trẻ và không muốn hợp tác với cô ấy, vì vậy chủ tịch và giám đốc đã quyết định rằng Pyo Na-ji và Lee Hwa-shin sẽ hợp tác để dẫn chương trình bản tin 9 giờ. Khi Lee Hwa-shin biết được sự sắp xếp này, anh ấy đã rất phản kháng.
Anh ấy nghĩ rằng khán giả đã biết câu chuyện về Pio Nagy, người không bao giờ rời bỏ anh ấy, và anh ấy đã chia tay với Pio Nagy nếu cả hai dẫn chương trình tin tức ở bên nhau vào thời điểm này. Pio Nagy sẽ không bao giờ tìm được bạn trai trong đời. Tuy nhiên, kể từ đó, Pio Nagy và Lee Hwa Shin bắt đầu cùng nhau dẫn chương trình bản tin 9 giờ. Lee Hwa Shin đưa ra những bình luận sắc bén và thích đáng về một số chủ đề nóng hổi. Ở cuối bản tin, một số tập đoàn chaebol lớn thường né tránh thuế và vi phạm pháp luật. Điều này khiến giám đốc rất bất lực, bởi vì những chaebol lớn này là những nhà đầu tư quảng cáo lớn nhất ở các đài truyền hình. Lee Hwa Shin và Afan đang ngồi cùng nhau trong cửa hàng tiện lợi. Pio Nagy quay lại và nhìn thấy cảnh tượng này. Cô yêu cầu Lee Hwa Shin nấu mì ở nhà cô vì hai người rõ ràng là chưa đủ hiểu biết ngầm. Khi Lee Hwa Shin đột nhiên bình luận đến nhà Pio Nagy, Pio Nagy cứ cằn nhằn, lợi dụng lúc Lee Hwa Shin đang nghỉ uống rượu để xin đừng chia tay. Lee Hwa Shin đã uống được vài ly rượu nên mất kiên nhẫn với lời cằn nhằn và đứng dậy hôn Pio Nagy. Pio Chi-jeon vừa mới đi học ở thư viện về, Lee Hwa Shin và Pio Nagy đang hôn nhau và hoảng sợ đẩy Lee Hwa Shin và để anh nằm trên giường của cô. Pio Chi-jeon nói với chị gái rằng anh quay lại lấy chìa khóa và đang ở trước cửa. Khi thay giày, Pio Chi-jeon nhìn thấy giày của Lee Hwa Shin ở cửa, nhưng vì chị gái nên anh không nói gì. Sau khi Ji-jeon rời đi, Pio Nagy hỏi Lee Hwa Shin, người đang ngồi trên giường, tại sao anh lại hôn cô sau khi họ chia tay. Lee Hwa Shin nói rằng cô không muốn biết và hỏi, anh ta ngủ với cô ấy. Lee Hwa Shin lý do còn lại bảo Pio Nagy không nên làm điều đó và anh ta không thể cưới cô ấy. Nhưng Pio Nagy đã cởi áo len của cô ấy, ôm Lee Hwa Shin và Lee Hwa Shin đã hôn cô ấy. Vì sự thẳng thắn thường xuyên của ông trong các chương trình phát sóng tin tức đã chạm đến lợi ích của các tập đoàn lớn nên họ đã ngừng quảng cáo trên các đài truyền hình SBC. Điều này khiến Tổng thống rất tức giận, ông đã gọi điện cho giám đốc và tạm đình chỉ chức vụ người dẫn tin tức của Lee Hwa Shin và chuyển ông sang làm việc tại một cơ quan trường mẫu giáo ở đài truyền hình để chăm sóc con cái của nhân viên. Giám đốc rất xấu hổ, không biết phải nói thế nào với Lee Hwa Shin thông báo này. Sáng sớm hôm sau, Lee Hwa Shin đi ra khỏi nhà Pio Nagy, vừa đi ra đã nhìn thấy Chỉ Liệt đang ngồi xổm ở cửa. Pio Chi-jeon luôn không ưa Lee Hwa Shin, bởi vì trong mắt anh, chị gái anh là chị gái tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, anh luôn phớt lờ chị gái mình trong suốt 3 năm cô yêu đơn phương Lee Hwa Shin. Khi Pio Chi-jeon nhìn thấy Lee Hwa Shin đi ra khỏi phòng, anh ta đã đấm vào mặt Lee Hwa Shin. Nhưng Lee Hwa Shin nói với Pio Chi-jeon rằng anh sẽ rất yêu chị gái mình và giáo dục Pio Chi-jeon như một học sinh cuối cấp, khiến Pio Chi-jeon phải gạt bỏ sự bất mãn với anh. Lee Hwa Shin muốn cưới Pio Nagy nên đã bí mật đặt nhà thờ và dự định sắp xếp đám cưới vào đêm Giáng sinh. Giám đốc và Kye Sung Suk nói với Lee Hwa Shin về sự sắp xếp của chủ tịch. Lee Hwa Shin rất tức giận khi biết chuyện và ngay lập tức viết đơn từ chức. Tuy nhiên, giám đốc đã xé đơn từ chức và nói rằng ông sẽ không cho phép Lee Hwa Shin từ chức. Trên thực tế, tính chuyên nghiệp và việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp báo chí của Lee Hwa Shin được tất cả đồng nghiệp ngưỡng mộ. Bang Ji-jin đã trò chuyện với Pio Nagy bởi vì chương trình tin tức 9 giờ một lần nữa do Kye Sung Suk và phóng viên Ian dẫn chương trình. Và bản tin buổi sáng do Pio Nagy phụ trách hiện do phóng viên Park dẫn chương trình. Nhưng Pio Nagy sắp trở thành nhân viên chính thức nên Bang Ja-young yêu cầu cô suy nghĩ kỹ về những chương trình mà cô quan tâm và kiên nhẫn chờ đợi một thời gian trước khi có thể sắp xếp một chương trình phù hợp cho mình. Bang Ja-young vô tình đề cập đến việc Lee Hwa Shin sắp được phân công làm việc ở một trường mẫu giáo. Pio Nagy nghe được điều này đã rất sốc và lén trốn vào phòng tắm. Khi ra ngoài, cô nhìn thấy Lee Hwa Shin thuyết phục Pio Nagy đừng khóc và đưa Pio Nagy đi ăn cùng. Mãi đến khi đến khách sạn, Pio Nagy mới biết Lee Hwa Shin đã bảo cô nếm thử các món ăn trong tiệc cưới. Lúc đó, Pio Nagy mới biết rằng Lee Hwa Shin đã lên lịch tổ chức đám cưới vào cuối năm. Hét lên rằng đã quá muộn và cô nên nói với mẹ của Lee Hwa Shin trước. Nhưng Lee Hwa Shin đã thảo luận nghiêm túc về đám cưới với cô. Và hai người họ đang lo lắng xem ai sẽ là người chủ trì nghi lễ cho đám cưới. Lee Hwa Shin sợ mẹ anh nhìn thấy Pio Nagy sẽ mắng anh, bởi vì mẹ anh luôn cho rằng Pio Nagy là bạn gái của Go Jung-won nên Lee Hwa Shin định để mẹ anh trực tiếp đến dự đám cưới. Mẹ anh đến nhà Lee Hwa Shin để giúp anh dọn dẹp nhà bếp. Lee Hwa Shin đề nghị vay mẹ anh 10 triệu vì anh sắp kết hôn. Khi mẹ anh đang dọn tủ, bà nhìn thấy một phong bì có 10 triệu trong đó và một chiếc ghi chú nói, có vẻ như con bị lừa đảo qua điện thoại là không sai. Và anh ấy nhìn thấy một chiếc khuyên tai trong tủ, mẹ anh ấy nói với anh ấy rằng nó thuộc về Bang Ja-young. Hwa Shin hiểu toàn bộ sự việc và đến nhà Lee Hong với số tiền. Lee Hong quỳ xuống trước mặt chú cô và thừa nhận sai lầm của mình. Lee Hwa Shin yêu cầu cô đứng dậy và ôm cô xin lỗi. Đã làm sai điều gì đó trước tiên Bang Ja-young và Kye Sung Suk ở một bên rất ngạc nhiên trước thái độ của Lee Hwa Shin. Trên thực tế, Lee Hwa Shin cũng giống như Go Jung-won, là một người rất cô đơn vì rất khó gặp được người hiểu và hiểu họ. Lee Hwa Shin đến nhà Pio Nagy và đưa 10 triệu cho Pio Nagy và yêu cầu cô chuẩn bị cho đám cưới. Lee Hwa Shin nói rằng anh muốn sống với cô càng sớm càng tốt và yêu cầu anh không từ chức. Nhưng anh biết Lee Hwa Shin không muốn đi học mẫu giáo nên cũng không nói gì thêm. Đối với lá thư từ chức của Lee Hwa Shin mỗi ngày, phương pháp của giám đốc là xé nó ra. Giám đốc nói với Lee Hwa Shin rằng ông đã đảm bảo một vị trí cho Lee Hwa Shin dẫn chương trình phát thanh về sổ tay sức khỏe và điều này đã cho phép Lee Hwa Shin nói bất cứ điều gì ông muốn.
chương trình phát thanh của Lee Hwa Shin và anh ta cười hả hê về sự bất hạnh của mình. Ở lối vào cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư, Lee Hwa Shin, Pionazi và Afan đang ngồi ở cửa ăn bánh đậu. Lee Hwa Shin hỏi Lee Hwa Shin rằng cô ấy giỏi làm gì. Theo ý kiến của cô thích xem đồng hồ nhất. Pionazi nói với Lee Hwa Shin rằng cô đã xem chương trình radio do anh dẫn chương trình và nghĩ rằng nó rất hay. Cô cũng khen ngợi Lee Hwa Shin vì có thể làm tốt mọi việc. Lee Hwa Shin rất vui mừng và hôn em họ Nazi, mẹ của Hwa Shin đến gặp Hwa Shin. Bà đi ngang qua cửa hàng tiện lợi và nhìn thấy cảnh tượng này, bà rất tức giận và ngay lập tức mắng Hwa Shin, tố cáo anh đã cướp bạn gái của bạn thân. Nazi cô đã chia tay với Goh Jung Won, còn muốn cưới cô, mẹ cô chỉ có thể ngồi đó nhỏ giọng mắng Lee Hwa Shin. Sau khi phát đi bản tin 9 giờ, phóng viên Ian mời Kye Sung Suk đi ăn tối cùng nhau. Kye Sung Suk bắt đầu hỏi tình hình cụ thể của phóng viên Ian. Cô nói với phóng viên Ian rằng cô có chút hứng thú với anh ta, điều này khiến phóng viên Ian rất phấn khích, tuyển dụng một cách trung thực. Đầu bếp Jin Lee đưa Bang Ja Young đến gặp chị gái mình, nhưng chị gái của anh ấy rất không hài lòng với Bang Ja Young và cho rằng cô ấy không xứng đáng với anh trai mình. Cô ấy thậm chí còn hẹn riêng với Bang Ja Young và đưa cho Bang Ja Young một tấm séc, yêu cầu cô ấy làm vậy. Rời khỏi Jin Lee, Bang Ja Young nhận tấm séc và nói với Jin Lee về tình hình. Nói rằng hai người có thể dùng số tiền này làm quỹ hẹn hò vì hai người có thể hẹn hò nhưng không kết hôn vì họ đã hẹn hò. Tôi không muốn có một cuộc hôn nhân mà người khác phản đối. Jin Lee mỉm cười, anh biết Bang Ja Young đang nghĩ gì. Pionazi nói với đạo diễn rằng cô vẫn thích đưa tin thời tiết nhất nên cô quay lại vị trí dự báo thời tiết theo ý muốn, mang hai thân phận là người dự báo thời tiết và phóng viên dự báo thời tiết. Trong đám cưới của Pionari và Lee Hwa Shin, Piao Zhiye nắm tay chị gái và đi về phía Lee Hwa Shin, trịnh trọng trao tay chị gái cho Lee Hwa Shin. Tất cả những người bạn mới đến dự đám cưới của hai người đều là bạn thân của Goh Jung Won. Sau khi hai người trở thành người chủ trì nghi lễ, bác sĩ đã lên sân khấu phát biểu với tư cách là người chứng kiến. Cô trịnh trọng nói rằng tính cách của một người có thể nhìn thấy qua cách anh ta đối mặt với những khó khăn. Chứng kiến người đàn ông Lee Hwa Shin đẹp trai như thế nào và cô dâu cho biết Nazi có trái tim rộng lượng và đáng tin cậy như đàn ông. Sau đó, Choi Jong Ji, y tá, đồng nghiệp của đài truyền hình và Lee Hwa Shin thực hiện một chương trình cho Pionazi mỉm cười, rưng rưng nước mắt nhưng khuôn mặt lại tràn đầy hạnh phúc. Vài năm sau khi đưa ra dự báo thời tiết với cái bụng phệ, Pionazi đã phàn nàn với Lee Hwa Shin, người đang bế một đứa trẻ trong trường quay, buộc tội anh ta không chăm sóc đứa trẻ chu đáo. Còn anh thì phàn nàn rằng Pionazi chỉ có thể nhìn thấy trẻ em ở khắp mọi nơi. Nhiều thập kỷ sau, khi Pionazi với mái tóc hoa râm công bố dự báo thời tiết cho ngày Giáng sinh, cô nhớ lại đêm tân hôn cách đây hàng chục năm với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.